Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Hoa Nguyệt. Nam Mô Bụt Thầy á, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và dạ, con người Ngọc, con thành kính đảnh lễ thượng trọng minh hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Tri. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, thưa hôm nay là ngày thứ sáu, 9 tây tháng 7 năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày 30 tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sammayam phante tisarane nasaha athanga sammana gatang upo sathang yacchama dutiyam bimayam phante tisarane nasaha athanga sammana gatang upo sathang yacchama tatiyam bhimayam phante tisarane nasaha athanga sammana gatang upo sathang yacchama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con, và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Bụt Đa Hằng Sa Lợi Nặng Gạch Đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thằng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Mằng Sa Lợi Nặng Gạch Đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sẵn sàng xa lầm gặp cha mi đệ tử nguyện quy y tăng. Sang khang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Du ti yam bi Bụt Đa Hằng Sa Lợi Nặng Gạch Đa Hà Mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bhikkhu thang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam vi thammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Dutiyam vi thammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Dutiyam vi sangham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyam vi sangham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam vi buddhaham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam vi buddhaham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam vi thammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam vi thammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam vi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam vi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bà na ti bà ta về Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Vechamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Vechamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya Vechamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Vechamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Me Raya Machapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Supramesayamachappamadathana Vechamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalaphojana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapu chana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giới không ăn phi thời. Natya gita wa dita bisu karasana ma la gantha bile tharana mandana vifu sanathana về ramani sẽ khá và đăng ma đi ya mê đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca vita wa dita visu karasana ma la gan ta vi le panatha jana man dana vifu sanathana về chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ukkha siyana maha siyana về ramani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gatang buddhapanyattang upposathang umanjaratin imang jadivasang sammadeva afirat. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padane uposa sivarasena iman jaratan ami iman jadivasang sathukang katawa apmamadena sammarakitabbang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si le na su ga tan yan ti, si le na pho sam ba da, si le na ni po tan yan ti, ta sa ma si lang vi so tha ye. Người giới hằng được phú túc mãn, chung thọ sanh lạc cảnh là tán duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới chánh thanh. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm đội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngương mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật
Tát thành thánh duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào, đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba bhutana bhavena sada sadevamantu te Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sadevamantu te Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sadevamantu te Tất cả các bạn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự hạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ lành thai lành thai mô bích thai á nam mô tham ma á nam mô sang khai á chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng phật tử chúng con và kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và con thành kính lãnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thâm Má trên mạng Internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Thanh Thủy, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ 6, 9 tháng 7 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay, giáo trình phạn ngữ Pali, chủ cách danh từ năm tánh vị ngữ A, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng giảng dạy đạo hôm nay. Thưa quý vị, quý vị quan hỷ cho chúng tôi một cho chúng tôi biết là quý vị có nghe rõ ở trong phòng thoát không, và cũng như ở trong Zoom, có vị nào ở trong Zoom cho chúng tôi biết là quý vị có thể nghe và thấy hình được không? Vì hôm nay chúng tôi bắt đầu dạy lớp phản ngữ Pali này, với qua chương trình của Zoom và Podcast cùng lúc. Dạ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Dạ chúng tôi xin hỏi quý vị là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ở trong ở trong Zoom quý vị có nghe được không? Nếu quý vị ở trong Zoom nghe được, xin quý vị quan hệ cho biết. Dạ rõ bạch sư. Dạ rõ hả cô, dạ tốt rồi. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu vào bài 1
của lớp Pali vỡ lòng. Đây là một giáo trình dạy Phật ngữ Pali có 32 bài của giáo sư Nidhi Siver biên soạn. Và trước khi học thì chúng tôi xin thưa một điều rằng cái cách mà giáo sư Nidhi Siver biên soạn bài này chắc là đầu tiên vào thì mỗi ngày chúng ta có một số từ vựng và học từ vựng trước cái văn phạm sau. Giống như hôm nay chúng ta học từ vựng một số danh từ rồi số động từ. Rồi sau từ vựng tới văn phạm. Dạ, rồi sau văn phạm thì tới bài tập. Dạ. Dạ, sau văn phạm tới bài tập. Và chúng tôi có thêm hai phần sau đó là Bali vui để học, và một phần nữa là Bali ở trong kinh Nhật Hành. Thì thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đi vào phần từ vựng, và hôm nay chúng ta có một cái bản liệt kê danh từ. Vì danh từ ở đây là nam tánh, vị ngữ ác, vị ngữ ác. Thì ở trong tiếng Việt của chúng ta ít khi nào mà chúng ta quan tâm đến việc chia danh từ. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng không có đặt nặng về như là cái bàn hay là cục đá đó, là hay là tâm tư, là mình nói là đó là giống đực hay giống cái. Như chúng tôi có đề cập trong bài giới thiệu kỳ trước đó, thì tiếng Hindi hôm nay và tiếng cổ Ấn ngày xưa đó, nó cổ Ấn ở đây chúng tôi nói tiếng Sanskrit, tiếng Pali đó, nằm ở trong cái hệ ngôn ngữ mà chúng ta gọi là Indo-European, tức là hệ Ấn Âu. Dạ, hệ Ấn Âu. Thành ra trong cái hệ Ấn Âu này nó khác với cái hệ ngôn ngữ của Trung Hoa, Việt Nam, Thái Lan, đó là trong những cái hệ ngôn ngữ mà chúng ta gọi là tonal language. Dạ, tonal language thì chúng ta thường là đơn âm, và khi đơn âm thì chúng ta không có chia. Ví dụ như chúng ta nói con chó, mà mình nói con chó số nhiều thì mình nói là các con chó, những con chó hay là một bầy chó. Chứ con chữ chó chúng ta vẫn như nguyên như vậy. Nhưng mà quý vị thấy trong tiếng Anh, con chó số ít là dog, nhưng mà số nhiều là dogs. Chúng ta thêm chữ S ở phía sau. Đó là một cách chúng ta gọi là một biến cách từ số ít sang số nhiều như vậy. Và cái khái niệm này thì thưa quý vị, nó xa lạ với chúng ta lắm. Dạ, nó xa lạ chúng ta là tại vì người Việt Nam mình học chữ nào thì học chữ nguyên đó. Nhưng mà khi mình học qua những cái ngôn ngữ khác, nhất là chia động từ chẳng hạn, thì mình cảm thấy phiền. Nhưng mà học thời gian rồi cũng quen thôi. Dạ, chúng mình học tiếng Anh vậy đó. Tiếng Bali cũng vậy. Một cái chữ đó, nhưng mà nếu là động từ thì hiện tại chia khác, thì tương lai chia khác, quá khứ chia khác, ví dụ. Ngôi thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, ba. Và về danh từ đó, thì cái phiền ở đây là chúng ta có chia theo ba giống là nam tánh, nữ tánh và trung tánh. Thì trong mỗi tánh như vậy đó, thì cái chữ cuối cùng là chúng ta gọi là vĩ ngữ. Và vĩ ngữ là chữ cuối cùng. Thí dụ mình nói manusa thì chữ á, chữ a, chữ a cuối cùng là á. Ở trong Bali chúng ta đọc ngắn là á. Kassaka, Pramana, ví dụ. Quý vị thấy chữ á cuối cùng nó có những cái chữ ý ở phía chót như là Aki, hay là có chữ U như là quá thú chẳng hạn. Thì chúng ta học sao? Nhưng mà đại khái là chúng ta nên hiểu rằng danh từ được chia làm ba giống, giống đực, giống cái. Và ở đây thì chúng ta không dùng chữ giống mà chúng ta xài chữ tánh là nam tính, nữ tính và trung tính. Quý Phật tử học trong lúc này có một điều lợi là quý vị đã xạo đi xạo lại cái phần những bài Pali này trong suốt 6 tháng qua với nhiều giải trình khác nhau. Nhưng mà chung chung á là chúng tôi tin rằng đa số quý vị đã khái niệm về
giống về giới tính ở trong cái danh từ Pali. Dạ, đó là đặc biệt. Dạ, chúng ta nhớ là đầu tiên là hôm nay chúng ta học về nam tánh, và ngoài nam tánh chúng ta còn có vị ngữ á, tức là có ba tánh là nam tánh, nữ tánh và trung tánh. Và một tánh như vậy, có khi nam tánh là có nhiều vị ngữ nhất, rồi nữ tánh và trung tánh, nhưng mà cái đó chúng tôi không có chúng tôi không nói bây giờ. Và thí dụ mình nói những cái á ý ú chẳng hạn, thì có những thứ mà bên nam tánh có, bên nữ tánh không có, cái đó chúng ta nói sau. Bây giờ mình nói như vậy nghe nó rối trí lắm. Chúng ta chỉ biết là hôm nay chúng ta học danh từ nam tánh, vị ngữ á. Thì ở đây có một số từ vựng, mà những từ vựng này được được giáo sư Lily De Silva tuyển chọn để chúng ta học. Chúng ta nên nhớ như vậy là học một cái ngôn ngữ nào á thì nó cần một số vốn liếng. Chúng tôi có một lần nghe ông Wesper, một giáo sư dạy Pali ở Đại học Wisconsin đó, ông nói rằng nếu một người mà có vốn liếng khoảng chừng 2.500 từ vựng tiếng Pali đó, thì tương đối người đó ông gọi là tương đối là comfortably, tức là một cách thoải mái để đọc vào trong kinh điển. Thì thật ra quý vị nghe nói 2.500 từ vựng thì nghe nó nhiều lắm phải không? Nhưng mà không đâu. Dạ, mình học từ từ, học nhớ, và đây là một cái cơ duyên. Dạ, một cái cơ duyên để chúng ta thuộc các từ vựng. Ở đây chúng ta có chữ Buddha. Buddha là Phật. Chữ này mình nghe trong đọc tiếng Anh hay là đọc kinh Pali, chúng ta nghe rất nhiều Buddha, tức là đến giác ngộ. Tathagata là Như Lai, là người đã đến như vậy, bậc đi như vậy, Như Lai. Và chữ Như Lai là một chữ mà Đức Phật Ngài thường dùng để tự xưng. Và đồng thời chữ Như Lai đó có nhiều ý nghĩa rất là đặc biệt. Thí dụ như là ở trong kinh có câu là từ lúc mà thành đạo chuyển pháp luân cho đến ngày viên tịch đó, những gì mà Ngài nói trước sau là nhất quán. Cái đó do vậy gọi là Như Lai. Thì chữ Như Lai có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà chúng ta tạm hiểu là đôi khi Đức Phật Ngài nói là Như Lai nhắc các con một điều rằng láng ráng là tu tập. Thì Đức Phật Ngài dùng chữ Như Lai để xưng mình. Và đôi khi chúng ta cũng gọi là đấng Như Lai, đấng thiện thể. Dạ, đấng thiện thể. Thiện thể là bậc khéo đi, là bậc đi mà không có thối chuyển. Nhưng mà thiện thể chữ này cũng xài rất là thường, Sukhata. Dạ, ba chữ đó đều là nam tính. Manusha là người hay là con người. Dạ, Manusha trong trường hợp mà về cái giới tính đó, thì chúng thấy vô lý tại sao mà nói rằng nhân loại, chứ người đã rồi, nhưng mà nhân loại đó thì tại sao gọi là nam tính được, danh từ nam tính được, đáng lẽ trung tính mới đúng. Nhưng mà kỳ thật thì như chúng tôi nói là mình không có thể nào mà mình nói là ngôn ngữ phải thế này thế kia. Nó theo thời gian, thưa quý vị. Ở trong tiếng Anh cũng có trường hợp chúng ta gọi là nhân loại là mankind, chứ không phải là womankind. Chúng ta là mankind hay là manpower, là nhân lực. Nhân lực thì họ dùng chữ manpower, chứ người ta không có. Bây giờ có nhiều người nó gọi là phải dùng cái chữ gì nó trung tính đi, để cả men và women, nhưng mà người ta quen dùng là manpower, là nhân lực. Nara là người đàn ông. Dạ, yeah. Ngày nay thì chúng ta cũng có chữ Nara là âm của kinh của cái thành cố đô Nại Lương. Cố đô Nara rất là nổi tiếng ở Nhật Bản, nhưng mà chữ Nara nó không liên quan đến Nara này. Purisa là đàn ông, nhưng mà chữ Purisa này cũng xài rất là nhiều trường hợp, như thánh tám đôi bốn vị đó. Và thánh tám đôi bốn vị thì chữ Purisa này nó cũng giống như chữ Manusa, đôi khi xài rất là rộng.
kể cả nam có đứng chúng ta xài, nhưng mà ở đây chúng ta xài cho người đàn ông. Cái sắc cá, đúng ra thì chúng ta gọi là người nông phu, chúng tôi xin lỗi tại biết quen chữ nông dân, tại cái chữ dân hay là chữ phu nó cũng là người, nó cũng là người. Đôi khi chúng ta nói một nhà nông thì được, tại chữ người nó nằm ở trong chữ dân rồi, hay là nông phu, và bác nông phu thì được. Brahmana là Bà Môn, chữ Bà La Môn thì ngày nay người ta chúng ta đọc theo chữ Tăng Nam Tông ở bên Miên, ở bên Thái đọc là Brahmana, nhưng mà người Tích Lan đọc là Brahmana, Brahmana, và người Ấn Độ họ cũng đọc là Brahmana, chữ H, chữ H ở phía sau đọc là Prak, chứ chúng ta sang Ấn Độ ta không đọc là Brahma, mặc dù Ấn Độ cổ họ đọc là Brahm hay là Brahm, như tiếng Thái đọc là Brahm, nhưng mà nếu chúng ta sang mình Ấn Độ chúng ta Brahmana, thì cái chữ này đó có nhiều khi chúng ta âm trọn là Bà La Môn, tức là chỉ cho một cái người sinh ra trong giai cấp Bà La Môn, hay là một cái người tu theo đạo Bà, tức là một người thuộc, đúng ra trong văn hóa Ấn Độ thì người này phải sanh trong giai cấp Bà La Môn mới gọi là Bà La Môn được. Còn những người mà sắc đế lị, tức là vua chúa chiến sĩ hay thương gia mà theo Ấn giáo thì không gọi là Bà La Môn. Chúng ta tạm gọi là Bà La Môn là giai cấp giáo sĩ. Đôi khi chúng ta còn dịch nửa âm là Phạm Chí, Phạm Chí, Bà La Môn, Phạm Chí, và đôi khi chúng ta cũng đọc tắt thì Bà La Môn, chúng ta gọi là Bàn Môn, Bàn Môn, có một Bàn Môn đến hỏi Đức Phật, và ở trong tiếng Việt của chúng ta có chữ Bàn Môn Tả Đạo, Bàn Môn Tả Đạo, thì Bàn Môn là chỉ cho đạo Bà La Môn, mà Tả Đạo chỉ cho Thiên Chúa giáo, Bằng Môn Tả Đạo, thì chữ Brahmana, Brahmana này xài rất là nhiều chữ khác nhau. Brahma là Phạm Thiên, chữ Brahmana đôi khi chỉ bây giờ chúng tôi không muốn làm rối quý vị, nhưng quý vị nhớ là chữ Brahma, Brahma nghĩa là thanh tịnh, là trong sạch, Brahmacharya là phạm hạnh, và cái tiếng Phạn ngày xưa như trong bài giảng nhập chúng tôi có nói là gọi là tiếng Brahmi, tiếng Brahmi chúng ta gọi là tiếng Phạm hay là Phạm ngữ, sau này chúng ta đọc lại là Phạn ngữ, cái chữ này mà khi mà học văn hóa Ấn Độ thì luôn luôn chúng ta phải biết chữ Brahmana, Brahmana hay là Brahmana, chúng ta nên biết. Buddha là con trai, Buddha là con trai. Matula, cái chữ này nó hơi rắc rối. Đúng rồi, Matula đó là anh hay là em của mẹ. Trong nguyên chữ ma, Mata là mẹ, Matula. Nhưng mà cái chữ này á, ở trong văn hóa Ấn Độ họ dùng giống như chữ uncle trong tiếng Anh vậy đó. Ở trong tiếng Anh là cậu cũng là uncle, chú cũng là uncle, dượng cũng là uncle, bác cũng là uncle. Thành ra về chữ này đó thì nó cái chữ ma tú lá này nó giống giống như chữ anh cồ trong tiếng Anh hơn. Còn tiếng Việt Nam của chúng ta thì cái này rắc rối đó, là anh của cha chưa bác, em của cha chưa bằng chú, còn anh của mẹ, em của mẹ cũng kêu bằng cậu, nhưng mà chồng của gì kêu bằng dượng, anh cồ. Thì giống chữ anh cồ chúng ta phải để ý. Kumara, Kumara là chúng ta gọi là một bé trai, mà đúng là cái chữ này chúng ta thì là thiếu niên, thiếu niên là teenager, nhưng mà chưa phải ở cái tuổi mà thành niên, teenager, nó không còn là baby nữa, chúng ta gọi là thiếu niên hay là bé trai, the boy, ví dụ như bây giờ chúng ta nói một thanh niên lớn hơn một thiếu niên, hay là trong các gia đình Phật tử hướng đạo có ngành thanh và ngành thiếu, thì mấy em trai mà thuộc về ngành thiếu thì nhỏ hơn là ngành thanh, do đó chúng ta gọi chữ Kumara. Ở trong số các đệ tử Phật có một vị rất là giỏi về thuyết pháp, đó là Kumara Kassapa,
mà chúng ta nghe ở trong một bài kinh rất là nổi tiếng là kinh Vayasi, ở trong trường bộ kinh chúng ta sẽ nói sau. Vanicha là người thương buôn hay là thương gia. Vanicha, chúng ta đọc như vậy thì cũng dễ đọc thôi, chứ nếu chúng ta đọc đúng chữ ni ni chúng ta phải cong lưỡi lên, không phải là Vanicha mà chúng ta đọc là Vanicha. Vanicha, chúng tôi nhắc quý vị là trong cách phát âm này đó thì phần lớn chúng ta phát âm theo kiểu cổ ngữ của người Biên, người Thái, nhưng mà nếu người Ấn Độ á, người Tích Lan và người Ấn Độ đó thì cái âm cuối là âm á, thì họ không đọc á, cũng như họ không gọi là Purisat mà gọi là Purisat, Purisat hay là Kasak, 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 Kasak. Trong tiếng Phạn thì cũng có âm ngắn và âm dài, mà chúng ta là người nói tiếng đơn âm, chúng ta không phân biệt được âm ngắn và âm dài. Thành ra từ cái âm ngắn âm dài chúng ta đổi sang đổi sang dấu sắc và không dấu, đổi sang là khứ thanh và trường thanh. Ví dụ như là chúng ta nói là ma ta thì đọc dài, nhưng mà chúng ta nói là ná rác thì chúng ta ananda. Người Ấn Độ và người Tích Lan mà nghe chúng ta nói ananda thì ananda thì gì, hay đọc là anand, anand thì không, đọc rất ngắn thì gì. Pupala, Pupala là vua, Pupala là vua. Sahaya, Sahaya thì giống như là chúng ta gọi là partner hay là companion. Sahaya cũng là partner hay companion, chúng ta gọi là bạn. Nhưng mà chữ Sahaya, Sahaya khác đôi khi được xài cái nghĩa rõ hơn, tức là bạn đồng hành hay là bạn song hành hay là bạn đồng song về cái thân. Cái chữ mà chữ Mitta là chữ bạn á, chữ Mitta thì nó cùng một hệ, nó cùng cái căn với cái chữ Metta mà chúng ta gọi là tâm tư. Và bởi chữ tâm tư á, ngoài cái ý nghĩa là lòng thương với muôn loài hay là sự mát mẻ hòa dịu, mà chữ Metta còn có thể để kiểu là sự thân thiện. Ví dụ mình đi đâu, ở đâu, làm gì với ai, mình luôn luôn mong rằng những người ở đó, những người có mặt ở đó đều được an lạc hạnh phúc. Thành ra chữ chữ Mitta là chữ chữ bạn, nó có cùng một cái căn của cái chữ Mitta là tâm từ. Và nếu chúng ta học trong văn hóa chữ Ấn á, thì cái chữ bạn đó được xài rất là rộng. Ví dụ như là cha mẹ cũng là bạn của con, thầy tổ là cũng bạn của con, Đức Phật cũng thể là một bạn lành của chúng sinh, thầy tổ cũng là bạn lành chúng sinh. Người Việt Nam ảnh hưởng Trung Hoa, mà nếu coi cha mẹ thầy tổ là bạn đó thì là bị ăn đòn có chuyện. Nhưng mà chữ bạn á, ở trong chữ bạn ở trong chữ Mitta ở trong 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 cái văn hóa Ấn được xài rất là rộng rãi. Chúng tôi muốn quý vị Phật tử quan hỷ cho chúng tôi biết là ở trong podcast còn nghe được không, và ở trong Zoom quý vị có bình thường không, có vị nào có mặt ở trong Zoom, cho chúng tôi biết là quý vị nghe có rõ không. Dạ tốt quá, nghe rất là tốt. Dạ tốt quá, dạ quá. Bây giờ chúng ta sang động từ. Có một điểm mà chúng ta cần nhớ khi mà chúng ta học tiếng Pali đó là nếu cái động từ mà nguyên mẫu á, động từ gốc á, mình không ra từ điển được, nó phải có một từ điển riêng, từ điển riêng để ra động từ căn hay căn động từ. Còn thông thường á, tất cả những động từ Pali mà được viết vào trong từ điển á, thì nó đều được được liệt kê với cái hình thức là ngôi thứ ba số ít, ngôi thứ ba số ít. Nhưng mà về điểm này nhiều khi nó làm cho người ta rất là, học sinh rất là bối rối. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc mà liệt kê động từ bằng ngôi thứ ba số ít đó, nó chỉ đơn giản đó là làm cho chúng ta dễ dễ nhận ra đó là động từ. Dạ, dễ nhận đó là động từ. Giống như là chúng ta có chữ bát chát, bát chát là nấu, bát chát tí là nó nấu, hay là anh ấy nấu, hay là
người ấy nấu, nhưng mà rồi chữ bachati nó lại được liệt kê trong từ điển. Thành ra khi chúng ta đọc vào trong từ điển muốn tìm động từ nấu thì chúng ta phải tìm chữ bachati, ví dụ như vậy. Rồi ở đây chúng ta có những động từ là pha sati và pha sati. Đúng là chúng ta đọc chữ pha nhưng đọc là pha bờ ha ba pha tí. Đọc cái này nó khó đọc, thưa quý vị, tiếng tăng và tiếng Tamin cũng như tiếng Ấn ngày nay họ đọc rất là dễ, pha sa tí. Giống như mình họ không gọi là Buddha mà họ gọi là Buddha và Buddha. Có một cái chữ người Ấn Độ họ, người Tích Lan họ nghe rất là kỳ, là chữ sa thú. Dạ, sa thú. Người Việt Nam, người Thái Lan, Campuchia hay nói sa thú, sa thú. Nhưng mà ở trong tiếng Bali mà chữ sa thú nghĩa nó không có đẹp. Họ đã phải đọc là sa thú, đờ hú, sa thú. Dạ, thành ra khi họ nói sa thú thì chúng ta phải chịu thôi. Cái này chúng tôi phải thưa rằng đôi khi giống như quý vị nghe nói miền Nam, miền Bắc, miền Trung đi về vậy đó, đi về rồi nói đâu vậy quen chứ tôi cũng phải chịu. Thành ra mình sống với Chư Tăng Miên, Chư Tăng Thái ở gần đó, mình cũng đọc như vậy thôi, chứ mình không có thể nào mình đọc cái giọng giống Tích Lan. Chứ tôi có nghe một vị nói rằng đọc tiếng Bali mà đọc đúng thì giọng Tích Lan Ấn Độ chắc là líu lưỡi, nhưng mà thật sự không phải vậy, quen thôi, tất cả là thói quen. Thành ra chúng ta gọi là pha sa tí hay là pha sa tí. Pa cha tí là nấu, ca sa tí là cài, phun sa tí là ăn, sa tí là ngủ, pa sa tí là thấy, kinh đá tí là chặt, gách sa tí là đi, từ đi đến. Agachati là về, đi về hay là tới. Dạ, đi về. Tới đây hay đi về. Dạ. Cái chuyện tới đây nó cũng tạm chứ không có chính xác lắm. Ví dụ như ở trong tiếng Anh thì chữ Agachati là to go, hay là chữ Agachati là to come. To come là tới đây. Dạ. Thavati là chạy. Dạ, Thavati là chạy. Bây giờ chúng ta qua phần văn phạm, thưa quý vị. Văn phạm thì ngày hôm nay đó là chúng ta bắt đầu học một ở trong tám cái biến cách của danh từ. Như chúng tôi nói từ ban đầu là những cái ngôn ngữ mà thuộc hệ Ấn Âu có cái đặc biệt là có một cái cách nói, cách viết gọi là biến cách. Và biến cách thì ở đây chúng ta có tám cách, đó là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, dự định cách, xuất xứ cách, định sở cách, hầu cách. Nhưng mà chúng ta không có, không cần phải học những cách ở đây. Hôm nay chúng ta chỉ học cách duy nhất là chủ cách. Chủ cách tức là nói lên cái chủ từ hay là chủ ngữ ở trong một câu. Thí dụ như nói rằng anh A đi chợ, thì anh A đó là chủ cách. Dạ, anh A đi chợ. Và chúng ta nói một câu rất là dài, nói là con chó đen mới vừa cắn một người đi đường, thì con chó đen nó là chủ từ, cắn là động từ, và có một sự liên đới rất là mật thiết là động từ số ít thì chữ cắn cũng phải chia là số ít, và động từ ngôi thứ ba thì chữ cắn ngôi thứ ba, thành ra chúng ta gọi là chi phối động từ. Nếu mà một người mà đọc một câu trong tiếng Phạn, ở trong tiếng Pali mà không có nhận ra chủ từ đó, thì người đó có vấn đề hiểu câu đó. Giống như trong tiếng Anh, thưa quý vị, cái chủ từ đó luôn luôn là chúng ta phải xác lập chữ nào trong câu đó là chủ từ. Tại có khi chủ từ đó là một cụm từ, một mệnh đề. Là túc từ, nó có túc từ trực tiếp, túc từ gián tiếp. Thành ra trong nguyên một câu dài á, thì chúng ta có những chữ như là tỉnh từ, rồi túc từ, trạng từ, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải biết là chủ từ nó là chủ từ nó là ngôi thứ mấy, và số ít hay nhiều để nó chia động từ. Thành ra chủ từ là luôn luôn chi phối động từ. Dạ, từ chi phối động từ. Thì trong tiếng Pali có đặc biệt đó là mình nói rồi mình phải nói có chủ từ. Dạ, nói có chủ từ. Có những trường hợp là chủ từ ẩn ở trong
ẩn ở trong động từ. Ẩn ở trong động từ. Nhưng mà một cái câu trong trong tiếng Anh đó, người ta nói một câu mà đúng là phải có chủ từ và động từ. Nhưng mà đôi lúc cũng có trường hợp mà chỉ có động từ thôi. Chỉ động từ. Nhưng mà chủ từ thì hiểu ngầm ở trong đó. Chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà khi mà chủ danh từ chia chủ từ đó, thì một lần nữa ngày hôm nay chúng ta phải hiểu rõ chủ từ là gì. Chủ từ là chủ cách đó, là một cái miếng cách của danh từ để nói lên chủ từ ở trong câu. Và chủ từ hay là chủ cách luôn luôn chi phối cách chia động từ. Đó là hai điều mà chúng ta phải rất là nên lưu ý. Chúng tôi muốn quý vị lưu ý điểm này, chi phối động từ ha. Đó là chủ từ ở trong câu. Chi phối động từ. Quý vị nhớ như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta học về chủ cách chia cho danh từ nam tánh vị ngữ ác. Nếu số ít là chúng ta thêm chữ O, chúng ta đổi ác thành O. Số nhiều là thêm vào A. Thì cái thêm này là một cái quan điểm của văn phạm. Chúng ta thấy nó là đổi thành, nhưng mà họ nói thêm vì ở trong bản dịch nó là edit. Thành ra ở trong bản nguyên tác tiếng Anh là edit, thành ra chúng tôi vẫn để là thêm vào. Số ít là thí dụ Narak. Narak là gì? Nara và Mursa là đàn ông. Nara, số ít là Naro, số nhiều là Nara. Matula là cậu, thì số ít là Matulo, số nhiều là Matula. Kasaka là người đàn ông, thì số ít là Kasako và số nhiều là Kasaka. Đó là chia chủ cách số ít rồi số nhiều. Nếu quý vị nhớ được điều này đơn giản như vậy thì sau này chúng ta sẽ rất là thoải khi mà chúng ta học qua những cái những câu khác thứ. Bây giờ thì chúng ta cũng học thêm về văn phạm. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ học một cái văn phạm, một cái phần về danh từ không mà không có động từ thì chúng ta không có làm bài tập được. Thật ra có danh từ có động từ chúng ta mới làm bài tập được. Thì ở đây chúng ta nhắc lại lần nữa là động từ Pali đó, khi được liệt kê trong từ điển Mân hình thức ngôi thứ ba số ít, đây là một trường hợp rất là hiếm hoi ở trong ngôn ngữ trên thế giới. Ngôn ngữ thế giới khi mà người ta tra từ điển thì gọi là nguyên ngữ, cái chữ mà chưa chia. Còn riêng Pali đó là quý vị học tra từ điển là phải tra bằng ngôi thứ ba số ít và luôn luôn được liệt kê như vậy. Bây giờ chia ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba chúng ta nói phát sát tí. Phát sát tí là nói. Nhưng mà phát sát tí cũng như là anh ấy nói. Số nhiều là pha sanh tí. Pha sát tí là anh ấy nói. Pha sanh tí là họ nói. Bát sát tí là anh ấy nấu. Bát chanh tí là họ nấu. Cá sát tí là anh ấy cài. Cá sanh tí là họ cài. Sau khi mình học về ngữ vực và văn phạm sống đó, thì chúng ta có câu mẫu như vậy là Naro Phasati. Nara là người đàn ông. Naro Phasati là người đàn ông nói. Người đàn ông nói. Matulo là cậu. Pachati là nói. Matulo Pachati là người cậu nói. Kasako là bắt nông phu, là nông phu. Kasati là cài. Thưa quý vị, mỗi một ngôn ngữ thì có cái khó và cái dễ. Nãy giờ quý vị thấy rằng tiếng Bali hơi rắc rối chút. Tại sao mà danh từ không để nguyên mà chia số ít số nhiều, nam tính nữ tính, hay là động từ ngôi chia ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba và số ít số nhiều. Nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta cũng có cái rắc rối, tiếng Việt cũng có rắc rối lắm. Cái rắc rối trong tiếng Việt có lẽ là nói về mạo từ. Và nói về mạo từ và ở trong một số nhân xưng này danh từ rất là khó. Mình gặp một người nào đó thì mình phải, nếu mình không phải là Việt Nam, mình người Việt mà đúng nghĩa mình rất là khó biết mình kêu thế nào. Ngay cả chúng tôi là nhà sư đó. Thí dụ như Phật tử trẻ nhỏ quá thì chúng tôi gọi là tên.
hay là những Phật tử mà nhỏ mà biết lâu năm chúng tôi gọi là tên, ví dụ như tên tên Nga, tên Mỹ hay gì đó, nhưng chúng tôi ít gọi, thường đó là nhà sư thì nhà sư bên Nam Tông thôi. Chúng tôi là nhà sư thì chúng tôi xưng bằng tôi, và chúng tôi hay kêu Phật tử nữ bằng cô. Dạ, cô nhỏ, cô lớn, cô đâu cũng cô hết. Dạ, cô là bận lên chánh điện soạn cái đó, cô thế này. Cái chữ cô chỉ cho người đứng. Nhưng mà đụng đến Phật tử Nam thì khi chúng tôi phải kêu đạo hữu. Dạ, lâu lâu có một vài người thân lắm. Giống như ở chùa có anh Trương Hoài Phương, cũng 70 mấy tuổi rồi. Thường thường nói là chúng tôi cũng gọi là bác ấy, nhưng mà tại vì chùa hai mấy tuổi, mới ba mấy tuổi thì gặp nhau kêu anh chị. Cho đến bây giờ quen cũng gọi là anh. Tiếng Việt Nam mình gọi là mình gọi người khác khó lắm. Và chúng ta cũng gặp cái rắc rối là chữ cái, chữ con. Chữ cái, con, cái đó nó cũng mệt. Bây giờ ví dụ như là mình kêu người Việt Nam mình nói là cái anh ca sĩ, ông ca sĩ, thậm chí có nhiều người nói thằng ca sĩ. cái mạo từ của mình nó phiền lắm đó chứ. Chỉ mạo từ tiếng Việt, thành ra đừng bao giờ chúng ta nói là tiếng Việt là dễ học nhất hay tiếng Việt đơn giản. Người Việt Nam chúng ta hay có câu nói là tiếng Việt mình phong phú. Mặc dù mình chỉ biết nói tiếng Việt thôi, thật ra ngôn ngữ nào đa số đều có phong phú, như tiếng Anh cũng phong phú vậy. Nhưng ngôn ngữ nào cũng có rắc rối, cũng có phức tạp. Tốt nhất là chúng ta cười thôi, chứ chúng ta không có cần phải nói ngôn ngữ thế này thế kia. Như bây giờ chúng tôi nghe người ta nói cái chữ đực cái trống máy đó. Nam nữ đực cái trống máy thì trong tiếng Anh là male hay female được xài rất là nhiều, nhưng mà trong tiếng Việt Nam mình mà người thì chúng ta gọi là người nam người nữ, tiên nam tiên nữ, nhưng mà quỷ thì là quỷ đực quỷ cái, rồi con cá thì cá trống cá mái, chim trống chim mái, nhưng con chim mình không có chim đực chim cái mà nói là cộp đực cộp cái. Cái giới tính của mình đôi khi nó cũng rắc rối chứ không rắc rối, nhưng mà tùy. Và chúng ta nhiều trường hợp thì ở đây thưa quý vị, Kasako Kasapi, chúng ta nói nôm na là bác nông dân cài. Dạ, ví dụ vậy. Hay là người nông phu cài, người nông phu cài. Nara Phasanti, Nara Phasanti, số nhiều là những người đàn ông nói. Matula Bacchanti, những người cậu nấu. Kasaka Kasanti, những nông phu cài. Đó là bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước sang bài tập. Bài tập thì khi mà chúng tôi bắt đầu đảm trách giáo trình này đó, thì chúng tôi thưa quý vị rằng ngày hôm nay thì không nói chi, ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ làm bài tập cho quý vị 5 câu, dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt, Việt sang tiếng Pali. Rồi mỗi một phần về 5 câu. Nhưng mà tuần tới đó, thì chúng ta sẽ sửa bài học cũ, sửa bài tập cũ. Sửa bài tập cũ ở đây tức là bài tập tuần rồi. Thí dụ như hôm nay từ tiếng Pali sang tiếng Việt có 16 câu, thì chúng ta làm 5 câu rồi, thì còn 11 câu quý vị tự làm đấy. Và tuần tới thì chúng ta sửa lại. Đó là cái cách học, cái cách học của chúng ta thưa quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng khi mà quý Phật tử về nhà đã có rảnh làm bài tập. Thật ra thì bài tập nó bài tập mấy bài đầu thì tương đối dễ, và nó cũng có cái may mắn là này, không biết may mắn hay không may mắn. Là lúc chúng ta khai giảng cái lớp Phạn ngữ, chúng ta thay đổi rất là nhiều giáo trình. Thực ra từ xưa nó là 3 giáo trình, chứ chúng ta tính lại là cũng 4-5 giáo trình vậy đó. Và 4-5 giáo trình nên chi mấy cái phần này là phần mà mình xào tới xào lui nhiều, cũng tốt thực việc, và cũng tốt. Mặc dù nhiều giáo trình, nhưng mà khi mình đã bây giờ chúng ta nói thì quý vị nghe đó, dễ hiểu hơn, tại vì nó không còn xa lạ nữa. Và đầu tiên là chúng ta có chữ chúng ta có cái câu phần dịch từ Bali sang tiếng Việt.
Dạ, từ Bali sang tiếng Việt. Pupalo, Pupalo Punjati. Dạ, Pupalo Punjati. Ở đây khi mà mình dịch một cái câu gì đó, mình cứ tính về từ vựng đức, dạ, từ vựng phước. Pupalo từ chữ Pupala là gì? Các vị nhớ Pupala là gì? Hồi nãy chúng ta học Pupala. Pupala là vua, và Pupala là vua. Động từ Punjati là gì thưa quý vị? Punjati nghĩa là Punjati. Dạ. Punjati là ăn. Như vậy là Pupalo Punjati là nhà vua ăn. À, rất đơn giản Punjati. Chúng ta cũng có chữ Buddha. Buddha là con trai. Dạ, Buddha là con trai. Và Buddha là gì? Buddha là ở đây là chúng ta còn là chủ cách, chủ số ít hay số nhiều, thứ gì Buddha, Buddha và những đứa con trai sẽ danh tí, sẽ danh tí, từ động từ xe tí là gì ha, xe tí, và xe tí có bị đâu ngủ, và như vậy là những đứa con trai ngủ, và Buddha sẽ danh tí. Bây giờ câu tiếp theo chúng ta cũng chỉ sai danh tiếng là ngủ rồi. Nhưng mà Vanicha, Vanicha là gì? Vanicha, Vanicha, có vị nào? Có vị nào tìm được Vanicha nghĩa là gì? Vanicha, Vanicha là thương gia hay là người thương buôn. Ở đây là chúng ta nói là những thương buôn ngủ. Dạ, những thương gia ngủ. Chắc là đi đường xa quá mệt. Buddho Passati. Buddha là gì thưa quý vị? Buddha. Buddha. Ở trong lớp học chúng ta mà ai mà không biết chữ Buddha là kể như là không thể chấp nhận được. Và Buddha là Phật hay là đấng giác ngộ. Passati. Passati là Passati, Passati. Passati là thấy, là Đức Phật trông thấy. Dạ, yeah, Passati, Đức Phật trông thấy. Rồi câu số 5 là Kumaro Thavati. Dạ, Kumara, Kumara là Kumara là Kumara là Kumara là bé trai hay là thiếu niên. Dạ, thiếu niên. Bé trai Thavati. Thavati, Thavati là động từ. Động từ Thavati. Thavati. Chạy. Dạ vâng. Dạ, đó là thiếu niên chạy. Đúng rồi. Quý vị thấy là chúng ta đã chúng ta đã xong cái năm câu này. Bây giờ những người con trai chạy. Dạ, những người con trai chạy. Dạ, những người con trai chạy. Con trai là những là số nhiều, những là số nhiều. Dạ, yeah. Kumara Thavati là chạy ngôi thứ ba số ít. Nếu mà số nhiều là gì thưa quý vị? Thavanti, Thavanti. Dạ, yeah. Kumara Thavanti. À, xin sửa lại cái chữ Kumara chứ phải Kumaro. Kumaro là số ít. Dạ. Cái chủ từ với động từ nó phải đồng số, nó phải đồng ngôi đồng số. Dạ. Kumara chỉ ra dài. Kumara Thavanti. Kumara Thavanti. À, dạ, cảm ơn. Người cậu trông thấy. Người cậu trông thấy. Người cậu là. Người cậu là. Người cậu trông thấy, người cậu là Matula, Matula, người cậu trông thấy,
hay là nhìn thấy. Nhìn thấy là Passati. Bây giờ Passati. Bây giờ các cậu nhìn thấy, các cậu nhìn thấy, các cậu là, có vị nào biết chữ Matula Passati? Matula Passati. Các cậu nhìn thấy Matula Passati. Dạ đúng rồi. Cảm ơn. Đức Phật đến hay là Đức Phật tới? Dạ, Đức Phật tới. Tới ở đây là Agacchati. Agacchati. Và Đức Phật chủ cách số ít là gì thưa quý vị? Đức Phật. Đức Phật là Buddha. Mà chủ cách số ít là? Chủ cách số ít. Chủ cách số ít. Đức Phật Buddha. Buddha. Dạ, Buddha. Tới hay là đến đây? Đến đây là Agacchati. Agacchati. Buddha Agacchati. Rồi, bây giờ chúng ta có câu số 4 là những đứa bé trai ăn. Những bé trai ăn. Bé trai là Kumara. Những bé, đứa bé trai là chủ cách số nhiều. Chủ cách số nhiều. Quý vị nào? Kuma. Đó. Dạ, dạ, những đứa bé trai đó là Kumara, đúng rồi. À, ăn là chữ gì thưa quý vị? Ăn. Ăn là có vị nào nhớ đọc từ ăn không? Ăn. Ăn là Punjati. Dạ. Punjati. Dạ. Dạ, nhưng mà những bé trai ăn là Kumara Punji. Chữ Punjati mà số nhiều là gì thưa quý vị? Ngôi thứ ba số nhiều. Ngôi thứ ba số nhiều. Punjati là ngôi thứ ba số ít rồi. Số nhiều là chúng ta biết sao hả? Ăn ăn mà Punjati, đúng rồi. Kumara Punjati. Những bé trai ăn. Câu số 5 là những thương gia đi. Đi từ nơi này, những thương gia là thương gia, thương gia. Có vị nào nhớ chữ thương gia? Thương gia là thương gia Vanicha. Vanicha. Những thương gia là số nhiều, chủ cách số nhiều. À, đúng rồi, Vanicha. À, bây giờ chủ cách số nhiều là Vanicha gì hả? Vanicha. Dạ, dạ vâng, Vanicha. Đi. Những thương gia đi là Gacchati. Nhưng mà nếu mà số nhiều là gắt gì thưa quý vị? Số nhiều. Vanicha Gacchanti. Dạ đúng rồi. Vanicha Gacchanti. Cảm ơn quý vị. Đó. Thật ra bài học này, bài tập này thì không có khó. Chúng ta chỉ khó làm và thật ra cái lớp học á, nên đi xoay chung quanh bài học, bài tập. Tại vì bài tập làm cho chúng ta nhớ và làm cho chúng ta hiểu văn phẩm nhiều hơn. Quý vị qua kỹ chờ chúng tôi một chút nha.
thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đã làm bài tập dịch từ Pali sang Việt 5 câu, rồi từ Việt sang Pali cũng 5 câu, thì bây giờ chúng ta bước sang phần Bali vui để nhớ. Dạ, Bali vui để nhớ. Ở trong phần Bali vui để nhớ này đó, chúng tôi thiếu, xin lỗi vì chúng tôi thiếu cái slide này, nhưng mà không sao. Vui để học. Quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về chủ cách. Và nói về chủ cách thì cũng có câu chuyện vui, đó là có hai xứ Phật giáo mà tương đối lớn đó, đó là Tích Lan và Thái Lan. Thái Lan là đảo quốc nhỏ, nhưng mà Thái Lan là một cái nơi mà được xem là có thẩm quyền nhất về Phạn ngữ. Chúng tôi không có phủ nhận Chư Tăng Miến Điện Thái Lan đâu, nhưng mà tại vì Tích Lan ở gần kế bên Ấn Độ đó, thành ra người Tích Lan tương đối là họ đọc cái giọng gần với Ấn Độ hơn. Và đồng thời cái tiếng Sinhali, tức là tiếng Tích Lan đó, lại có một cái số từ vựng mà chúng ta phải nói rằng tương quan mật thiết với tiếng Pali, giống như trường hợp tiếng Việt Nam chúng ta với chữ Hán vậy. Hán Việt ở trong tiếng Việt đó. Người Tích Lan á, khi họ còn nhỏ, cho dù họ không phải là Phật tử hay là họ không có đi chùa, không biết Phật pháp, thì ngay trong tiếng Tích Lan họ nói tiếng Sinhali, họ đã có một số cái vốn liếng rất là tốt, như chữ Metta, Karuna, Mudita, Upekkha vân vân. Thì họ đã rất là quen với những cái thuật ngữ Phật học bằng tiếng Phạn. Về trường hợp này thì chúng ta không có. Thái Lan lại là một cái nước mà đông đảo Phật giáo. Hiện nay thì có trên 430.000 tỳ kheo, chưa kể sa di và các tu nữ, thì quý vị thấy một số lớn, hơn 34.000 ngôi chùa khắp cả xứ Thái Lan. Hai nước đều là những nước lớn về Phật giáo hết. Nhưng mà nếu quý vị nào có đi sang Tích Lan và đi sang Thái Lan thì thấy có một điều thú vị là những nhà sư Tích Lan thì khi viết tên, viết pháp danh thì viết nguyên tên chứ không có đổi. Ví dụ như là Ananda hay là Buddhapala hoặc là Sumedha. Dạ, quý vị nghe là quý vị viết Tích Lan liền. Dạ, không đổi. Trong khi ở Thái Lan đó thì luôn luôn viết pháp danh bằng cái chủ cách số ít. Chủ cách số ít thứ như Ajahn Sumedho. Dạ, không có Sumedha mà Sumedho. Ajahn Aryapalo, Ajahn Suvathano, tức là có chia và không chia. Thì về điểm này nó cũng đôi khi người ta nói rằng chắc đại người ta muốn làm cho nó khác để mà mình cũng biết sao. Và chúng tôi có hỏi nhiều vị cũng không ai hiểu là tại sao. Cũng giống như là ở Tích Lan á, thì khi Đức Phật ngài vừa viên tịch á, thì là chưa có tính là năm Phật lực tâm thứ nhất, mà phải tính là sau khi Đức Phật ngài viên tịch 12 tháng thì mới tính là Phật lực tròn một năm là năm thứ nhất. Trong khi đó ở tại Thái Lan thì tính Phật lịch theo khi Đức Phật ngài vừa viên tịch là tính là năm 1 rồi. Rồi cái 12 tháng sau năm 2, thành giữa Tích Lan và Thái Lan có chênh lệch một năm Phật lịch. Mà bên nào đó cũng có lý hết. Giống như là chúng ta nói là tuổi Tây tuổi ta vậy đó. Thành ra hai xứ này có việc có nhiều cái lấn cấn. Và cũng có điều vui là ở bên Thái Lan đã khởi mà Phật giáo tàn lụng, mà qua bên Tích Lan thỉnh Chư Tăng qua truyền giới, mà họ gọi là một cái Phật tu theo Phật giáo Sri Lanka. Trong lúc đó thì ở Tích Lan cũng có trường hợp tương tự, có một thời Chư Tăng không còn nhiều nữa, chỉ còn một vài vị, và để tăng già được thanh tịnh thì ta đã sang yêu cầu vua Thái Lan gửi một phái bộ Chư Tăng sang truyền giới. Thành ra ở bên Tích Lan có một cái
một cái tông phái gọi là Siam Nikai, Siam tức là Sài Giảm á, Sài Giảm hay là chúng ta nói Siami hay là Sim á, tức là Simla, tức là Thái Lan. Thì Siam Nikai tức là một cái tông phái do Chư Tăng Tích Lan Thái Lan truyền giới. Thì mặc dù cái tương quan của hai nước rất là mật thiết, nhưng mà giống như Anh và Pháp vậy đó, thường thường trong như vậy đó, chúng tôi không có dịp kể, chúng tôi không muốn kể nhiều ở đây thì mất thì giờ, chỉ đó là riêng về đặt pháp danh thôi, hay là phần lực thưa quý vị nghe thấy cũng khác biệt rồi. Chúng ta nhớ rằng ở Thái Lan tất cả chư tăng đều xài pháp danh theo cái chủ cách số ít. Thí dụ như khi mà chúng tôi tu với bài tăng Bô Lu á, ngài đặt chúng tôi là Chùa Thi Cát, Chùa Thi Cát Phích Khú, Chùa Thi Cát Phích Khú. Nhưng mà chúng tôi sang bên Thái Lan á, thì người ta gọi không gọi Chùa Thi Cát mà gọi là Chùa Thi Cô, Pra Chùa Thi Cô hay là Thánh Chùa Thi Cô. Chúng tôi đi sang Thái Lan ở chùa Wat Nanachat và Wat Dong Phat Phong ngày trên xa đó, thì đi chung có một vị sư người Canada. Vì hiện tại bây giờ đó, vị sư này đó là trụ trì một ngôi chùa ở gần Vancouver, là chùa Birkin, Wat Birkin, Wat Pa Birkin ở trên gần Vancouver. Thì vị sư này á là đi với chúng tôi sang Thái Lan, và vị này là đệ tử của ngài Gunaratana ở tại West Virginia. Ngài Gunaratana là người Tích Lan. Thầy ngài đặt pháp danh cho vị thầy tên là Sona. Sona. Cũng thú vị là vị sư này đó có một cái gốc là trước khi đi tu là một nhạc sĩ về classic guitar, là guitar cổ điển. Là vị này là vị đầu tiên tốt nghiệp bằng thạc sĩ về classic guitar đầu tiên của Canada, của Gia Na Đại của Canada. Thì thưa quý vị, do vị này giỏi về nhạc khi đi xuất gia, thì ngài Gunaratana, ngài nhân sự tục sự, ngài đặt ra cái pháp danh là Sona, như là chúng ta nghe trong bài kinh trong Tăng Chi Bộ nói về thì kêu tôn giả Sona đi kinh hành mà cái đường kinh hành chảy máu vậy đó. Thì Đức Phật ngài đến và ngài dạy rằng nên nên giảm bớt xuống và theo trung đạo, tại vì hồi ngài nhắc lại là hồi chưa tu á, là một nhạc sĩ thì khi mà lên dây đàn á, căng quá nó cũng đứt, mà dùng quá thì nó không tạo âm thanh, thì ngài khuyên là trung đạo. Thầy tôn giả Sona, thầy Đức Phật tại thế á, là một vị nhạc sĩ tu, và do vậy khi mà cái vị người Canada này xuất gia đó, thì ngài Gunaratana ở West Virginia ngài đặt tên là Sona. Thì chúng tôi mới sang bên khi mà chúng tôi sang bên Thái Lan đó, thì cái vị trụ trì là Chan Pasno đã hỏi rằng là hai sư pháp danh là gì, thì đó là dạ con là Chotika, thì ngài nói là rồi đúng là Chotiko, rồi sư này là Sona thì là Sono. Nhưng mà thưa quý vị, Sona thì nghe nó gọn, nó hay, nhưng mà cái Sono nó kỳ quá. Buổi sau vị lên với trình với ngài nói rằng mặc dù con đi tu rồi ai gọi sao cũng được, nhưng mà cái tên nó cũng quan trọng lắm, thành ra thôi ngài cho phép con giữ tên là Sona thay vì Sono. Đó là một câu chuyện vui mà có thật, và đồng thời nó cũng là một cái chuyện mà cho chúng ta nhắc rằng chư tăng Thái Lan đó, thì thông thường chư tăng Thái Lan thông thường là không phải thông thường mà tất cả chư tăng Thái Lan đều viết cái tên của mình theo cái biến cách gọi là chủ cách số ít, thay vì nó Ajahn Sumedha thì nó Ajahn Sumedho, và còn Tích Lan thì không. Tích Lan là động là danh từ chưa có biến cách, mà Tích Lan thì là Sumedha chứ không là Sumedho. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta bước sang phần tiếp theo, đó là phần Pali và nghi thức nhật hành. Chúng tôi có nói trước kia đó là rất là mong muốn là trong cái lớp học Pali này đó, người Phật tử chúng ta biết một số câu căn bản. Thí dụ như mình lễ Phật, ân Đức Phật Pháp Tăng là sao, mình muốn hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc quá vãng sao, đọc một câu Pali.
những câu đó nó không có nó không có dài, nó ngắn thôi. Idang vô nha thì năng hộ tu sức ta hồn tu gia ta vô, nhưng mà rất là thực dụng. Và nếu quý vị nào có đi đây, như là sau này mà hết bệnh dịch mà quý vị đi hành hương ở Ấn Độ hay các xứ Phật giáo, đi đâu mà mình nói Nam Mô Tát Sa Phật Quá Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa thì người ta biết mình là Phật tử. Hay là tại Ấn Độ, quý vị đi khắp nơi đó, cái khác biệt những người Phật tử hay không Phật tử là người Phật tử luôn luôn là Bhutang Sarangachami, con nương tựa Phật, Dhammang Sarangachami, con nương tựa Pháp, Sangkhang Sarangachami, con nương tựa Tăng. Rồi, chúng tôi rất muốn là trong lớp học Pali này, đây là một cái giáo trình có 32 bài, thì chúng ta có 32 câu kinh và 32 câu kinh thường có, và quý vị học thuộc thường đó, thì quý vị cũng có một số vốn liếng gọi là có ít chữ nghĩa bỏ túi để mang theo đi đó đi đây, cũng cũng là một cái lợi lạc cho sự tu tập. Và ngày hôm nay thì thứ vì chúng ta có một cái câu lễ Phật. Dạ, câu lễ Phật này là Nam Mô Tát Sa Phật Quá Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Bạch Thượng Tọa Tiểu Siêu không biết là Thượng Tọa có ở trước máy không? Và nếu Thượng Tọa trước máy, không biết Thượng Tọa có thể giúp giảng về câu kinh tụng quen thuộc này không? Nếu Thượng Tọa Tiểu Siêu có ở trước máy, Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Thưa quý vị, các thượng tọa tiểu sư không có ở trước máy. Ô, dạ, thấy thượng tọa tiểu sư rồi. Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, kính thỉnh thượng tọa tiểu sư. Xin tự nhiên quan hỷ xin truyền từ bên Pho Thóc qua Zoom dùm sư ấy. Dạ. Dạ, thỉnh sư huynh. Anh được một thời chưa? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thưa tân, kính thưa quý vị, cái câu Nam Mô Tát Sa Phật Quá Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa thì cái chữ đầu chữ Nam Mô là một phân từ. Và cái phân từ này nó từ cái động từ namati, chữ namati, cái động từ namati có nghĩa là cái sự kính lễ. Và khi mà chúng ta xài một cái từ trong cái nghĩa, một từ trong cái nghĩa gọi là thương yêu hay là kính trọng gì đó, thì cái vị ngữ của cái từ đó phải là xài chỉ điển cách. Như chúng ta thấy ở đây, tất cả những chữ ở phía sau là chỉ điển cách hết. Bởi vì chữ điển cách của chữ Nam Mô, nó là vị ngữ của chữ Nam Mô. Tát sát là một vị ngữ nó xuất phát từ cái đại danh từ gọi là tát. Chữ tát có nghĩa là vị ấy, người ấy. Ở đây là chỉ cho Đức Phật, cho nên chúng ta không dịch là người ấy mà phải là vị ấy. Như khi chúng ta ghép với từ Phát Qua Tô thì chúng ta lại bỏ chữ vị, chữ người đi, chúng ta xài cái chữ ấy được rồi. Phát Qua Tô là cách thứ tư, chỉ định cách của
cái danh tịnh từ Phật Hòa Tú. Phá gá hòa tú. Phát quan tú, chữ phát quan tú là một danh tính từ, có nghĩa là người chia phần hay là bậc hữu phần. Và trong, không biết tại sao ở trong chữ Hán thì dạy dịch cái chữ này là Thế Tôn, tức là bậc thế gian họ tôn sùng. Chứ còn nếu mà y cứ cái nguyên thì phát hữu nên tên đạo của thân của xá đã giải thích cái từ phát quan tú. Phát qua là chủ cách, phát qua là chủ cách, còn phát qua tô là chỉ định cách, phát quan tăng là đối cách. Thí dụ như sa đi của ta quan tăng ở phía qua đi tòa A Tha Sĩ, vị thiên ấy đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Ê Cơ Man Tăng A Tha Sĩ đứng một bên, thì ở đây xài chữ Đức Thế Tôn, xài như vậy thì cũng gọn, nhưng mà chúng ta phải hiểu chữ Phật Và Tú là cái bậc mà hồi xưa đó ngài và thử tên sử ngài tra cái chữ Phát Quan Tú ở trong cái Phật học đại từ điển của Nam Truyền Đại Tạng của Nhật đó, thì ngài nói rằng cái chữ đó người ta dịch là cụ thoại đức. Cụ thoại đức là người có những cái đức tốt đẹp, có những đức tốt đẹp. Thí dụ như là ngài thành tựu 32 đại nhân tướng, ngài thành tựu những cái phước lành may mắn, ngài có được dạy lập như là y phục vật thực trú xứ vân vân một cách sung mãn, thì như vậy được gọi là Phát Quan Tú, là bậc Phật Phát Quan Tú, là cụ thoại đức. Thì ở đây chúng ta cứ dịch theo cái chữ thường là chữ chữ Thế Tôn, Arahato. Từ cái nguyên ngữ là Arahanta, Arahanta chia theo định sự cách, chia theo chỉ định cách đó, Arahato. Còn chia chỗ cách số nhiều, thí dụ như nói Phakvanto Arahanta, Arahanta là các đấng Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác, các đấng Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác vân vân. Tức là khi mà Đức Phật ngài thuyết về chư Phật ở quá khứ thì ngài cũng dùng cái chữ đó, nhưng mà chia chữ cách số nhiều. Thì bởi vậy cho nên
do cái chữ arahato là xuất phát từ cái hiện tại phân từ arahanta của cái động từ arahati, tức là xứng đáng. Cho nên cái chữ arahato chúng ta gọi là bậc ưng cúng. Chứ cái chữ arahati nó không có nghĩa là trọn lành hết. Cái chữ trọn lành thì dịch theo cái nghĩa bóng thôi, do chiếc tự mà ra. Thí dụ như chiếc tự là Ari Hatta Arahan Arahan, tức là sát tập hay là giết kẻ thù. Hoặc là cái chữ Ara, chắc có lẽ thì xài cái đứng trọn lành đó, là xài cho cái nghĩa á, kết hợp với chữ Raho. Raha Raha là bí mật, Araha tức là người không có cái sự bí mật, người không có cái sự khuất lấp. Đối với Đức Phật thì dầu cho cái sở hành của Ngài về thân, về khẩu, về ý đó, trước mặt hội chúng thì thân khẩu ý của Ngài thanh tịnh, và sau lưng hội chúng những nơi thanh vắng một mình thì thân khẩu ý của Ngài cũng được thanh tịnh, chứ không có cái sự khuất lấp, không có sự khuất lấp, không có sự bí mật, không có gì để che giấu. Thì do đó cho nên lấy ý nghĩa này mới gọi là đấng trọn lành. Nhưng mà chữ arahato thì chúng ta xài theo ngữ nguyên, Phương Dịch Quỳnh chú ý hồi nãy giờ sự để ý sự thấy cô chú thích nhiều chỗ nó bị sai đó. Như chữ arahanta tức là các đấng ưng cúng, các bậc ưng cúng, chứ không phải là các đấng Thế Tôn. Các đấng Thế Tôn là Phát Quan Tô mới là các đấng Thế Tôn. Còn các bậc chánh đẳng giác thì Samma Sambuddha mới là bậc chánh đẳng giác. Chúng ta xài chữ nào ra chữ đó. Và tiếp tục cái chữ Samma Sambuddhassa tức là Samma Sambuddha có nghĩa là bậc chánh biến tri, hay là chánh đẳng chánh giác, hoặc là gọi cho gọn là chánh đẳng giác, tức là vị mà tự mình giác ngộ một cách chân chính, tự mình giác ngộ một cách chân chính, hay là vị này giác ngộ hoàn toàn, được gọi Samma Sambuddhassa. Chia theo chủ cách là Sambuddho, mình chia chỉ đến cách là Samma Sambuddhassa. Thì do đó chúng ta có bốn từ ở phía sau cái chữ Namo. Namo là kính lễ Phật Hòa Tát Sát Phật Hòa Tô, Đức Thế Tôn ấy, Arahato bậc ưng cúng, Samma Sambuddhassa là Đấng Thế Tôn, Samma Sambuddhassa là Đấng Chánh Biến Tri, đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc ưng cúng Đấng Chánh Biến Tri, hay là đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc ưng cúng chánh đẳng giác. Hòa Thượng Minh Châu này giữ nguyên cái chữ arahato, ngài đọc âm là đảnh kính lễ Đức Thế Tôn bậc a la hán chánh đẳng giác. Nhưng mà nếu dịch là phải dịch cho hết chữ phát hoa tô, đã lấy nghĩa Samma Sambuddhassa đã lấy nghĩa, thì cái chữ arahato chúng ta cũng lấy nghĩa là ưng cúng, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng Đấng Chánh Biến Tri. Chúng ta không có xài cái nghĩa ấy. Ngày xưa đó
ở trong kinh tụng của giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam á, vị nhập hành có đem hết lòng thịt kính làm đến Đức Phật có ba đó, chữ đó là cái chữ tát xá đó. Nhưng mà sau này chúng ta không có, nếu mà chúng ta xài những bản kinh gọn gọn thì đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh biến tri, bỏ cái chữ ấy chữ đó đi. Bởi vì tại sao ở bên Ấn Độ, thưa quý vị, nghe nói rằng người Ấn cái chữ Phát Khô Va Tú là họ cũng có xài rất nhiều. Như là Phát Khô Va Tát Ghi Ta, tức là Thế Tôn Ca đó, thì ở đây đó cái chữ Phát Khô Va họ dùng để chỉ cho người nào mà họ rất là tôn trọng, các đấng phạm thiên của họ họ cũng gọi là Phát Khô Va được, và những vị nào mà họ tôn trọng nhất, những đạo sư nào họ tôn trọng họ cũng gọi là Phát Khô Va. Vì nhiều Phát Khô Va như vậy, do đó cho nên các vị chư thiên họ đảnh lễ Đức Phật thì họ mới nói Nam Mô Phát Khô Va Tô, Nam Mô Tát Xá Phát Khô Va Tô, là đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, hay là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh biến tri ấy, tức là chỉ cho một vị mà họ quy ngưỡng, tức là bậc toàn giác. Với danh hiệu là Gotama, chỉ vậy thôi. Cho nên có thêm cái từ, thêm cái chỉ định từ, cái chỉ thị đại từ đó, là chữ tát xá. Ở đây cái nghĩa chính là chữ Phát Khô Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa được. Và ở đây cũng xin nhắc các Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta đọc khi nãy thượng tọa giới đẳng có nói cho chúng ta cách phát âm, nhưng mà ở đây chúng tôi nói riêng cái chỗ này là chúng ta có cái thói quen chúng ta không đọc phổ âm kép, ví dụ Nam Mô Tát Xá, chữ tas, chúng ta không đọc tas sát mà chúng ta đọc nam mô tà sát, không rồi sama sambut hạ sát, chúng ta không đọc sama sambut hạ sát mà chúng ta đọc sama sambut hạ sa. Chúng ta cứ đọc, Phật tử chúng ta đọc vô thưởng vô phạt, đọc không cần biết là chư thiên họ nghe họ có cười hay không, chúng ta không cần biết. Chúng ta cứ đọc Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta đọc như vậy thành ra nó mất đi cái ngữ âm của cái biết cách, chỉ định cách là Tassa Buddhassa Buddhassa. Cho nên ở đây đó thì chúng ta phải đọc Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thà xá đạo vàng thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa của câu Nam Mô Tát Xá Phật Qua Tô Ra Tô Sa Ma Sa Phật Thà Xá. Và trong bài học hôm nay thượng tọa tôi nêu gì Nam Mô Tha Gia, xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sát thủ kính thưa thưa tổ tiên sư, thưa quý Phật tử, trước khi mà chúng ta tập đọc bài kinh này đó, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị thêm một vài điều mà nó có tác cách là ngoại lệ, nhưng mà cái đó cũng rất là thú vị. Và khi mà chúng tôi ở gần ngày Hòa Thượng Hộ Giác đó, thì ngài có thỉnh thoảng ngài có nói, và chúng tôi cũng thật ra chúng tôi cũng có học với ngài cũng mấy chục bài kinh, mà những bài kinh đó nó có tất cả là giá trị,
Gia trì tức là như vậy thưa quý vị, lần khi mà mình tụng bài kinh nào đó đó, mà mình có cái đem cái tâm định mình trì á, thì bài kinh nó có một cái hiệu ứng đặc biệt, và cái hiệu ứng của cái chuyên trì và hiệu ứng của gia trì. Về việc này chúng tôi nói sau, nhưng mà những vị mà chuyên về cái đó thì họ hay sử dụng các bài kinh. Ở trong kinh đó, thì nói rằng khi mà chúng ta muốn tạo thành một cái năng lực mà chúng ta gọi là một năng lực có thể hơi huyền bí một chút, hay là bây giờ người Việt Nam hay dùng chữ gọi là tâm linh đó, thì ở trong kinh Phật đó, nói đến cái nguyện lực. Dạ, nguyện lực. Và cái nguyện này đó thường là nó dựa lên trên một cái hình ảnh cụ thể được tác động. Dạ, thí dụ như là tiền thân của ông Cấp Cô Độc ở trong quá khứ xa xưa, thời Đức Thế Tôn Padumuttaru, thì thấy có một vị cư sĩ, thấy có một vị cư sĩ, nam cư sĩ hộ trì Đức Phật Padumuttaru, thì vị này rất là hoan hỷ. Do đó vị này làm phước và phát nguyện rằng đời sau xin cho con gặp được đức một vị Phật chánh đẳng chánh giác, và con cũng là một nam cư sĩ như vậy. Do vậy vì sao ông sinh ra ông làm trưởng giả Cấp Cô Độc Anathabindika và trở thành một vị đại cư sĩ, đại nam cư sĩ trong trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gautama. Thì thưa quý vị, trong kinh Milenapanha cũng có chú giải rằng có một vị trụ trì ở trong một ngôi chùa, và có một chú tiểu sau khi dọn dẹp chùa xong cực dọc đó, thì chú tiểu đó mới ra ngoài bờ biển và nhìn thấy những cái lượng sóng lớn đánh ập vào trong bờ, hết cái lượng sóng này tới lại lượng sóng khác, thì vị này phát khởi cái tâm cảm hứng và phát nguyện rằng do cái công quả mà mình đã dọn dẹp chùa ngày hôm nay đó, xin đời sau mình sanh ra có cái trí tuệ giống như là sóng biển dồn dập đập vào trong bờ như vậy. Thì khi mà vị này phát nguyện là phát nguyện lớn, không ngờ là cái vị trụ trì đi sau ra tới bờ biển là nghe vị Sa Di phát nguyện như vậy, thì cái vị trụ trì mới sanh tâm nghĩ rằng nếu mà vị này kiếp sau mà hiền thiện không nói chi, nếu mà là người mà không có chân chánh á, mà với cái trí tuệ vô song của vị này như vậy có thể làm gây cái họa. Thành ra vị này mới phát nguyện là do cái phước báo mà dọn dẹp chùa ngày hôm nay đó, xin cho đời sau thì có cái trí tuệ kiên cố giống như là những gờn đá chắc chắn ở biển, có thể ngăn cản được sóng biển đánh đập vào. Thì cái hình ảnh của sóng, hình ảnh gờn đá, nó là cảm hứng, nó là cảm hứng. Nhưng mà dựa trên cái sự cảm hứng đó đó, thì người ta phát nguyện. Dạ, dựa phải cảm hứng mới phát nguyện. Và cái hình ảnh đó được giống như là mình nói về đoàn bảy, mình nói về cái điểm tựa, cái điểm tựa của đoàn bảy đó, thì do cái điểm tựa này nó tạo thành một cái sức bật mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Nên một người làm gì thì hay dùng điểm tựa. Do đó các vị mà chuyên trì thì các vị hay phát nguyện như vậy. Tại vì cái bài kinh này thưa quý vị, bài kinh này đó thì theo trong một cái tập sớ của Trường Bộ á, thì nói rằng khi Đức Thế Tôn thành đạo đó thì có năm cái chúng sanh đại quy lực. Và năm chúng sanh đại quy lực này là năm chúng sanh đã đến lễ Phật. Thì đầu tiên một cái vị đại gia xoa đó thấy được, biết được Đức Thế Tôn thành đạo, vị này chắp tay lên nói một chữ là Nam Mô. Nam Mô tức là chúng ta thường âm là Nam Mô, tức là đảnh lễ Nam Mô. Và vị Atula Vương mới chắp tay lên nói là Tát Xá. Tát Xá là quá vị ấy, tức là chỉ cho Đức Phật. Dạ, chỉ cho Đức Phật Tát Xá. Và Tứ Thiên Vương á, thì nói lên cái chữ câu là Phakawato, tức là ở trong tên gọi là Blessed One. Blessed One. Và ở trong hồi nãy thì Thượng Tọa Tuệ Siêu có nói là Cụ Thoại Đức Giả, là một bậc đại đức, đại phúc đức ở đời. Và Arahato là vị, là câu nói của vị Thiên Chủ Đế Thích. Dạ, Thiên Chủ Đế Thích tức là bậc trọn lành và đấng trọn lành. Về sau này chúng ta nhìn là ứng cúng, hay là Hòa Thượng Minh Châu và Thượng thấy sao Hòa Thượng dùng cái chữ A-la-hán. A-la-hán thực ra âm chữ A-la-hán, và chữ A-la-hán trong tiếng Việt Nam mình đôi khi hiểu nó khắp, nhưng mà thật ra chữ A-la-hán là ứng cúng hay là đấng trọn lành. Và Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên thì
nói đến câu sau cùng là Samma Sambuddhassa. Và trên phương diện mà gia trì đó thì chữ Phakavato chỉ cho bậc tối thượng về phước đức, và Arahato là chỉ cho bậc tối thượng về phước vật, và Samma Sambuddha là bậc tối thượng về phước trí. Và thí dụ như cái vị mà muốn gia trì, có một lúc các vị trì như vậy là Nam Mô Tassa Phakavato, đảnh lễ Đức Thế Tôn là bậc tối thượng về phước đức, xin cho con được sung mãn phước đức. Và Nam Mô Tassa Phakavato, Nam Mô Tassa Arahato là đảnh lễ Đức bậc ứng cúng trọn lành, ngài là bậc tối thượng về phước vật, xin cho con có sung mãn phước vật. Và Nam Mô Tassa Samma Sambuddhassa, đảnh lễ đến chánh biến tri là bậc tối thượng về phước trí, xin cho con có sung mãn phước trí. Thì ba cái thứ là phước vật, phước đức và phước trí đó, là ba cái phước của chúng sanh trong đời này. Ai mà có đủ ba thứ phước đó gọi là sung mãn. Thì ba cái câu là Phakavato Arahato Samma Sambuddhassa, tức là Đức Thế Tôn là tối thượng về phước đức, và Arahato và tối thượng về phước vật là bậc ứng cúng, Samma Sambuddho là bậc tối thượng về phước trí. Và ở trong kinh đó thì có nói Đức Phật có nhiều ân đức, và có 9 hay 10, nhưng chúng ta chính là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Thế Tôn. Nhưng mà trong chính cái đức đó đó thì được chia làm ba, đó là tịnh đức, bi đức và trí đức. Tịnh đức là đức hoàn toàn thanh tịnh, bi đức là lòng bi mẫn vô lượng đối với chúng sanh, và trí đức là nhất thiết chủng trí, giác ngộ đời. Thì ba cái đức này của Phật á, và ba cái đức này của Phật á, là cũng được nói ở tại đây. Phakavato thì được xem như là một đấng đại bi, tức là nói về bi đức của Phật. Và Arahato nói về cái đức thanh tịnh, gọi là tịnh đức của Đức Phật. Và Samma Sambuddho và nói về trí đức, là đức của Đức Phật. Thì hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị là Đức Phật này có nhiều cái danh xưng, nhiều cái lời xưng tán, nhưng mà ba cái điều xưng tán tại đây là Phakavato, là biểu trưng cho bi đức, là bậc tối thượng về phước đức. Arahato là trọn lành, là tối thượng về phước vật, trọn lành, bậc ứng cúng đó, mà cũng là một cái bậc chúng ta gọi là tối thượng về tịnh đức. Tịnh đức là đức trong sạch, Samma Sambuddho. Cái chữ hồi nãy thì tôi siêu có nói mà quý vị chắc không có để ý nhiều. Samma có nghĩa là chân chánh, nhưng mà chữ Sambuddho, chữ này cũng có nhiều nghĩa, nhiều người hiểu. Chữ Sam có nghĩa là hoàn toàn, và chữ Sam có nghĩa là tự thân giác ngộ, tự mình giác ngộ hay tự thân giác ngộ. Thì Samma Sambuddho có nhiều khi dịch là chánh đẳng chánh giác, hay đọc tắt là chánh đẳng giác. Và đôi khi người ta không dịch chánh đẳng giác mà dịch là tam miệu tam bồ đề, và tam mộ Anậu Đa La tam bụi tam bồ đề. Ở trong kinh Bát Nhã quý vị nghe đó, Anậu Đa La là tối thượng, nhưng mà Samma Sambuddhassa tức là tam miệu tam bồ đề. Thì có một chục cách giảng liên quan đến điều này, mà nãy giờ chúng tôi chỉ đề cập đến ba cái đức là tịnh đức, bi đức, trí đức. Chúng tôi chỉ đề cập đến tối thượng về phước vật, tối thượng về phước đức, tối thượng về phước trí, và nói đến năm đại chúng sinh, năm chúng sinh có đại quy lực trong cuộc đời này là Đại Già Xoa, Atula Vương, Tứ Thiên Vương, Đức Thiên Chủ Đế Thích và Đại Phạm Thiên. Năm vị này đã nói lên năm chữ này. Thật ra cái câu mà Nam Mô Tassa Phakavato Arahato Samma Sambuddhassa đó, thấy chỉ là một câu kinh tụng ngắn thôi, nhưng mà đằng sau đó có rất nhiều cái lời giải thích, có rất là nhiều cái sự gia trì. Dạ, có nhiều gia trì. Và câu kinh vỡ lòng này đó, thưa quý vị, thật sự thì bản thân của chúng tôi đó, và đôi khi lúc mà chúng tôi mệt mỏi, mà chúng tôi không có cái khả, tôi làm việc nhiều máy móc, mà chúng tôi hay là
gặp những lúc này lúc khác thì không có cái tâm mà tập trung vào hơi thở đó, thì chúng tôi vẫn thường trì câu này Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng tôi vẫn thường trì câu này đọc đọc nhiều, đó là thói quen thôi, và rất là dễ đọc, rất là quen thuộc. Nên nếu quý vị Phật tử mà quý vị biết được điều này thì rất là đó là một thắng duyên để chúng ta thường đọc bài này. Và cái chữ tá xá là đặc biệt là chỉ cho Đức Phật. Dạ, tá xá chỉ Đức Phật, chỉ Đức Phật Gautama, nói chẳng là Đức Phật của chúng ta đó, giống như tôi gọi là bổn sư. Dạ, chúng ta gọi là bổn sư, nhưng chữ tá xá chỉ cho Đức Phật, nghĩ đến Đức Phật. Nam mô tá xá, đảnh lễ ngài. Đảnh lễ ngài, chúng ta dùng chữ ngài ở đây tức là chỉ cho đồng dịch chữ tá xá mà chỉ cho Đức Phật. Đức Phật đó là Đức Phật lịch sử, Đức Phật ra đời ở trong hiện kiếp này, tức là Đức Phật Gautama. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi đã thấy có thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng. Như vị thượng tọa có vị nào khoan hỷ, giúp cho giờ hồi nãy thấy có thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Tuệ Quyền không còn nữa phải không quý vị ạ? Chúng tôi thấy tọa Pháp Đăng Tuệ Quyền vào, không biết hồi nãy vì những quý ngài không có mặt ở trong rung rồi. Bạch thượng tọa, thì siêu xin được hỏi thượng tọa một câu thôi, nếu thượng tọa có còn ở trước máy đó thì sẽ hỏi thượng tọa câu trong bài này, thì thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Không biết thượng tọa từ siêu còn ở trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa từ siêu, thượng tọa có trước máy và thượng tọa có nghe được không? Chắc là thượng tọa từ siêu cũng không có ở trước máy thưa quý vị. Bây giờ đó, thì như vậy, Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Từ Tri có cầm mic được không? Nếu Đại Đức Từ Tri được thì xin thỉnh Đại Đức Từ Tri đọc cho câu Nam Mô Tát Xá Bhagavato chính lực. Dạ, yeah, chúng tôi chỉ nói sơ như vậy để quý vị học rõ rồi sau đó thỉnh Đại Đức Từ Tri tụng cho quý vị nghe. Là ná mô, ná là ngắn, mô là dài, tás á, chữ tás là nhấn mạnh, tás á, mà chúng ta không quen âm nhấn thành chữ đó âm dài, ná mô tás á, phá cơ quá, tô, phá, gá, quá, ngắn, tô là dài, ná mô tás á, phá cơ quá, tô, a-ra-ha-tô, chữ tô đó là dài, a-ra-ha là ngắn, sam dài, ma dài, sam dài, bút dài, tas dài, sa ngắn. Quý vị thấy ở đây chữ sam á, là nó có cái phụ âm đứng phía sau chữ sa rồi có m đọc dài. Ma là chữ a từ sam ma. Sam bút thật sa, chữ sam đọc dài, bút đọc dài, tas đọc dài, sa ngắn. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và Sư Nguyên Thông cầm mic được không? Nếu Sư Nguyên Thông cầm mic được, thỉnh Sư Nguyên Thông hoan hỷ đọc bài này, đọc câu này lại cho 9 lần, tức là lặp lại 3 lần. Sư Nguyên Thông có ở trước máy không? Dạ, thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ đọc lại cái bài kệ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, con đọc được 3 lần rồi, nếu mà sư phụ muốn con đọc nữa thì xin chỉ thị cho con. Dạ, con thỉnh mời sư phụ. Dạ, con đọc nữa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato
Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính thưa sư phụ, con đã đọc thêm 6 lần rồi. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ điều khiển. Chị vâng, xin thiền sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng tôi đây là bài học đầu tiên, thành ra chúng ta nên học kỹ một chút. Học kỹ như vậy thì sau này quý vị có thể những bài sau chúng ta sẽ dễ dàng, sẽ thoải mái hơn. Ở đây là khi mình học kinh tụng, rất quan trọng khi tụng Pali đó là để ý cái âm ngắn và âm dài. Âm ngắn, âm dài. Chúng tôi nhớ sư Nguyễn Thông. cái này có sư Nguyễn Thông nói, sư Nguyễn Thông là có lần thấy sư Nguyễn Thông hơi phiền não với có một cô á, cô đọc kinh, cô học kinh Bali, cô đọc lớn lắm, nhưng mà cô có phân biệt ngắn dài. Khi mà một người tụng Bali mà không có phân biệt ngắn dài đó, thì cái người mà làm những người chung quanh đó, nó bị lấn cấn thưa quý vị. Nói theo nó thì danh từ thế gian nhiều hay nặng người là bị chổi văn hậu. Tức là mình tụng mà mình có người mà họ học kinh mà họ đọc một chữ thôi mà không phân biệt ngắn dài đó, nó không có hòa âm với nhau được. Thật ra đọc kinh Pali rất là quan trọng là để ý ngắn dài. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nhưng mà như vậy là ở trong câu này đó thì quý vị thấy ba câu giống nhau. Thật ra chúng ta học đọc như thế nào đó mà khi chúng ta tụng đó, cái chữ cuối của câu trên đó là nối liền với câu dưới. Và quý vị nghe cho kỹ nha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô. Và quý vị nhớ không? Chúng tôi nói Tassa đi qua Nam mô liền. Tassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, khi mà chúng ta kéo dài chữ, khi câu thứ ba kết thúc đó, chúng ta kéo dài chữ thát chứ không kéo dài chữ xá. Có nhiều người không quen đó là thát xa, mình không có thát xa như vậy. Chúng ta kéo dài cái chữ thát nhưng mà chúng ta chấm dứt ngắn chữ thát, chữ xá. Quý vị nghe lại cho kỹ nha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi bây giờ đó chúng tôi muốn chỉ quý vị cách học. Đây là cách học mà tất cả chư tăng bên Nam Tông á, có cái đặc biệt là khi vào chùa đó thì có hai điểm mà cái người lạ khó bắt chước lắm, đó là mặc y. Mặc y tức là khlumi á, lumi mặc y đó bị vai trái như vậy. Nếu cái người mà ăn trộm ai đó giả vô chùa mặc y lên đó, thì đi tuột lên tuột xuống, phải có thì giờ sống ở trong chùa mới được. Và thứ hai là tụng kinh Pali. Phải tụng kinh Pali. Thì cái cách mà tụng kinh Pali đó mà để cho học đó thì giống nhau thôi. Nhưng mà cách học như vậy là mình học từng chữ, rồi ghép hai chữ lại, ghép ba chữ lại, rồi ghép nguyên chữ lại. Ví dụ như thường thường chúng ta học bốn syllable, là bốn âm. Ví dụ như là Nam mô Tassa, Nam mô Tassa, Nam mô Tassa, Nam mô Tassa. Đọc cho chuẩn cho chúng. Nam mô Tassa, Nam mô Tassa.
Nam mô tát sát, Nam mô tát sát. Đọc Nam mô tát sát, Nam mô tát sát, Nam mô tát sát quen rồi đó, quen miệng rồi đó. Thì chúng ta mới qua chữ Phakawato, 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 Phakawato. Phá ngắn, gá ngắn, quá ngắn, gá ngắn, tô dài. Phakawato, Phakawato, Phakawato. Rồi chúng mình mới ghép lại với nhau. Nam mô tát sát Phakawato, Nam mô tát sát Phakawato, Nam mô tát sát Phakawato, Nam mô tát sát Phakawato. Rồi chúng ta ngưng ngang đó. Tôi mới đọc cho ông nguyên chữ Arahato, 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 Arahato. Đọc khoảng 10 lần cho quen, gọi là quen miệng ấy, nhường miệng. Rồi chúng ta mới ghép lại. Nam mô tát sát Phakawato, Arahato, Nam mô tát sát Phakawato, Arahato, Nam mô tát sát Phakawato, Arahato, Nam mô tát sát Phakawato, Arahato. Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, đọc cho chuẩn. Sam dài, ma dài, sam dài, bút dài, thas dài, xá ngắn. Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa. Và cái này quý vị thấy sam là một nè, ma là hai, sam là ba, bút là bốn, thas là năm, xá là sáu. Samma Sambuddhassa là tam biểu tam bồ đề đó. Thì chữ chánh biến tri này hơi dài quý vị nha, hơi dài, thành ra chúng ta phải đọc trên nhường miệng. Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa. Rồi bây giờ mình trở lại mình ráp nguyên câu dài. Dạ, Nam mô tát sát Phakawato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô tát sát Phakawato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô tát sát Phakawato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô tát sát Phakawato Arahato Samma Sambuddhassa. Mình quý vị đọc quen miệng như vậy sẽ thuộc thôi. Và bây giờ đó, ở trên YouTube đó, có rất nhiều những cái YouTube thâu kinh Pali. Dạ, và quý vị thể đọc thông kinh Pali của Tích Lan, của Tha Lan rất là rõ. Quý vị cứ mở ra nghe và tụng theo, gọi là hòa âm. Hòa âm như vậy thì rất là tốt để chúng ta học thuộc kinh. Và một người mà học một câu kinh mà dễ dàng rồi đó, thí dụ quý vị học bài Nam mô tát sát Phakawato Arahato Samma Sambuddhassa quen rồi đó, thì khi chúng ta qua học tam quy chúng ta không có ngán nữa, là chữ đấy từ từ nó quen. Thí dụ như Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lâu ngày chúng ta ngài Tự Sự ngài hãy dùng cái chữ gọi là học mình như trẻ tre, tức là qua cái mắt rồi đó, thì nó sẽ dễ. Thì tương tự như vậy, khi mà mình học kinh đó, mà nên đi qua một vài bài của mấy bài kinh sau học thoải mái lắm và học được. Ở bên Miến Điện và bên Tây Tạng, thưa quý vị, có một cách này mà chúng tôi thấy rất là hay, đặc biệt rất hay, đó là mỗi một buổi trưa sau khi thọ trai xong thì chư tăng và các vị tỳ kheo sẽ di có khoảng một tiếng đồng hồ đi nghỉ trưa, và sau tiếng đồng hồ đó thì tất cả đều vân tập lên trên giảng đường hết. Ở bên đó giảng đường to rộng lắm, thì một cái giảng đường như vậy đó có thể chứa cả ngàn vị, thì lên trên đó còn sát với nhau như vậy và lấy bài kinh ra. Mạnh ai nấy đọc, mạnh ai nấy tụng, không cần hòa âm với nhau. Có thể vì học bài này bài kia, nhưng mà dùng cái sức tập trung. Dạ, dùng sức tập trung. Ví dụ như vị đó lên tụng Nam mô tát sát, Nam mô tát sát, Nam mô tát sát, Nam mô tát sát Phakawato Arahato, Nam mô tát sát Phakawato, Nam mô tát sát Phakawato. Vị đọc lớn bao nhiêu cũng được, hét lên cũng được, không ai rầy hết, tự do mà. Và mình nghe rền rền như một cái chợ luôn. Dạ, nhưng mà không có sao hết. Ban đầu thì không tập trung được, dần già rồi thì tập trung. Và lâu ngày đó, thì những cái tạp âm xung quanh không còn là vấn đề với vị này nữa. Và vị này cứ vậy mà tiếp tục. Dạ, cứ vậy mà tiếp tục để mà tụng. Và từ đó sanh ra một cái truyền thống đó, chư tăng Miến Điện thuộc lòng rất là nhiều. Cách học tập trung đó, khi nào mà quý vị biết được điều này rất là thú vị, là người ta nói mình chạy đó, mình chạy bộ, mấy người họ chạy ban đầu mình thấy nó mệt lắm, nhưng mà chạy lúc nào đó nó có một cái nó phê, nó hay, ở trong tiếng Anh gọi là hay hay nó phê, tức là mình chạy, mình cảm thấy mình thích, thú chạy, muốn chạy và muốn chạy hoài. Lúc đó mình là thích. Khi mà học kinh của về, có giai đoạn nào đó mình học có giống như mình leo dốc, đi lên núi mà đi leo đồi vậy đó, nó mệt lắm. Nhưng khi mình đã có trấn rồi, quý vị sẽ cảm thấy rất là thích học. Học nhanh, học thoải mái hơn. Tức là như là một cái người mà niệm hơi thở mà ban đầu chưa có quen á, thì thấy nó nặng nề, nhưng mà
niệm quen gọi là an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra, an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra. Thì khi mà mình học kinh tụng á, mình học đến mức độ nào đó đó thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ học. Dạ. Yeah. Thì hôm nay quý Phật tử học bài Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh thoảng quý vị cũng nghe chư tăng tụng ở trong cái các cái trong cái các cái khóa lễ mà tụng tác pháp Yết Ma, có điều gì đọc dài ra. Ví dụ đọc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì cái kinh nghiệm đó là học tiếng Bali là học cái quãng trung bình trước. Thí dụ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sau đó đọc ngắn lại Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và sau đó chúng ta đọc dài. Thì khi mà cái ngắn cái dài như vậy làm cho chúng ta nhuần nhuyễn quen thuộc. Chúng tôi muốn mời quý Phật tử chia sẻ một điều. Ở đây có sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông thưa quý vị, sư xuất gia cũng lớn tuổi, nhưng mà sư có một vài điều mà chúng tôi rất là đặc biệt, rất là tán thưởng, rất là cảm kích sư. Đó là sư rất là chịu học Phật pháp, nhưng mà lại là người rất là chịu học kinh tụng, và sư nhớ nhiều kinh tụng, và nhớ nhiều kinh tụng tụng kinh tụng Pali đó. Thì sáng nay hỏi sư Nguyên Thông là sư Nguyên Thông thấy chia sẻ là tại sao sư Nguyên Thông thấy học nhiều, và tại sao sư có thể mà tạo được một cái lòng nhiệt thành, một cái nhiệt thành để mà học kinh, kinh tụng cũng như là học Phật pháp. Sư Nguyên Thông có thể chia sẻ với quý Phật tử trong room được không? Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con có một cái tánh, mà cái tánh đó con rất thương yêu cái tánh đó. Là cái tánh đó là cái tánh con ham học, sư phụ. Con có thể nhịn ăn, có thể nhịn chơi, nhưng mà học là con học hoài. Nhất là học Phật pháp hay là ngoại ngữ. Thì cái điều đó là làm cho con mê say. Và kinh tụng thì kính thưa sư phụ, đúng như sư phụ nói là con đọc kinh dường như là mê. Mỗi lần con đọc kinh thì đôi khi là một tiếng, đôi khi tiếng rưỡi. Sáng mơ này con đọc phải tiếng rưỡi, tiếng 45 phút đó sư phụ. Thành ra mà một ngày đọc hai lần, 6 giờ sáng, 6 giờ chiều. Nhưng mà nghĩa là từ 5 giờ rưỡi sáng tới 6 giờ sáng. Rồi chiều cũng từ 6 giờ hay là 6 giờ rưỡi đọc vào khoảng là trên một tiếng đồng hồ. Vì con đọc thì con đọc theo sách, đọc theo sách kinh đó, sư phụ cho con 10 quyển để nhà nhà con đọc. Và khi mà đọc cái kinh đó thì con thấy bài kinh này, rồi mình đọc cho xong bài kinh kia, rồi thành ra con đọc lần con, nếu mà có thể, nếu mà con sống dài năm nữa thì con sẽ con đọc thuộc nguyên cái bài cái quyển kinh của sư phụ. Con thấy con đọc còn thấy mê. Rồi bởi vì đọc rồi vừa đọc tiếng Pali rồi liếc qua ra tiếng Việt, hiểu tiếng Việt thì thấy mê say, thưa sư phụ. Thành ra con có cái niềm vui, niềm vui là đọc kinh và niềm vui học ngoại ngữ, rồi đó là cái niềm vui của con. Ngoài cái chuyện gì thì con không biết, nhưng mà đọc kinh với học kinh thì con mê say, thưa sư phụ. Thì bây giờ thì con mới chợt nghĩ ra thì con thấy Phật pháp đối với chúng ta hay đối với con là cái lẽ sống, là cái mạng sống. Bởi vì không có cái gì hạnh phúc hơn là đọc kinh Phật, không có gì hạnh phúc hơn là hiểu được cái kinh Phật. Và hiểu kinh Phật, đọc kinh Phật nằm lòng những cái giáo pháp nó nằm trong tâm mình, thì đó là một điều hạnh phúc mà con cảm thấy như vậy. Và vì vậy cho nên có lẽ là trong chùa thì con thường thường con lên tụng kinh hoài, sẽ mơi chiều đều đặn như vậy. Thành ra sư phụ quốc đã nhận thấy điều đó thì con rất cảm ơn thưa sư phụ. Và vì vậy có thấy người nào mà siêng đọc kinh, người nào siêng học kinh thì người đó không thể nào xa cái giáo pháp. Là bởi vì giáo pháp đọc kinh Phật
là cái nguồn an ủi, cái niềm vui cho con. Ở trên trần gian này, tất cả những vị có mặt trong room này là rất là hạnh phúc. Và trên thế gian này, một ngày mà hai buổi hay là một ngày đều đặn mà mình được nghe giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiếng Pali gọi là Ma, mà gọi là Buddha Dhamma, đó là cái giáo pháp, là cái chân lý tuyệt đối trên thế gian này. Ngày hôm qua hôm kia con có thảo luận với một cái cô mà cổ nói là tìm được chân lý là cái gì. Tôi nói là chân lý là chân lý, mà chân lý là do những cái người mà thấy rõ được chân lý họ truyền lại cho chúng ta, thì cái đó là cái Dhamma. Cái Dhamma là cái giáo pháp, mà cái giáo pháp đó là trên thế gian này không có gì mà cao quý bằng giáo pháp của Thế Tôn. Là bởi vì giáo pháp này mà mình học, mình thực hiện theo, mình đưa tâm vào theo, mình sống vào theo, thì con thấy là mình không còn khổ sở gì nữa, không còn lo gì nữa, thì đó là một cái hạnh phúc. Con thấy như vậy. Kính thưa sư phụ, con được trình bày như vậy theo cái sự hiểu biết và thực hành và của con. Con xin trình bày như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trân trọng thỉnh mời sư phụ về trao mái lại sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ, chưa đúng. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mái. Sa thú kính riêng sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, một điều mà chúng ta không biết có nên gọi là một bí quyết hay không, nhưng mà thật ra điều này ai cũng biết hết. Đó là mình làm cái gì đó, dù là làm việc hay là sinh hoạt hay là học hỏi v.v. thì nếu mà mình khéo, mình thật sự mình khéo, thì mình tìm một cái cách để tự khích lệ mình, tạo cho mình sự khoan hỷ. Mình đã khoan hỷ rồi thì mình làm dễ lắm. Chúng tôi biết rằng con người mình không phải là con người mình không phải là đôi khi mà mình là thần thánh hay là mình là kẻ tiểu nhân hèn hạ gì, nhưng mà cái việc đó là việc tốt mà mình không thích á, thì tự nhiên mình có trăm vàng lý do để mà khó chịu. Nhưng một khi mình khoan hỷ rồi đó thì dù cho lên núi xuống biển gì thì mình cũng thích làm. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm cá nhân trong cuộc đời là hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, chúng tôi rất là thích nghe cái giờ đọc truyện ban đêm lúc 4 giờ sáng ở trên Đài Phát thanh Sài Gòn á. Và thời đó họ đọc đủ thứ, họ đọc và Phong Kiếm Xuân Thu, Xuân Thu của Đình Liệt, đọc truyện Tao, thưa quý vị, và có cái giọng đọc cũng hay. Chúng tôi nhớ rằng lúc đó chúng tôi còn nhỏ lắm, chắc cũng 7-8 tuổi, mà buổi sáng sớm chúng tôi thức hay thức vào giờ đó, nhỏ vì cái giờ đó thức giờ đó, và lần sang chỗ thân mẫu chúng tôi có để radio, và chúng tôi mở radio rất nhỏ để nghe. Và bây giờ mà những cái tác phẩm như là Tam Quốc Chí hay là Vạn Quê Lầu hay là Xuân Thu Anh Liệt, Phong Kiếm Xuân Thu mà chúng tôi nhớ là đều là do thời gian đó hết. Và bây giờ lớn lên thì chúng tôi mới thấy một điều là mình thích cái gì đó thì mình rất là chịu khó. Dạ, mình chịu khó lắm. Mà không thích thì chịu à. Dạ, không thích thì chịu, không thích mình làm giống như làm trả nợ quý thần vậy đó. Mình học kinh, chúng tôi phải nói với quý Phật tử là như là chư tăng sống ở chùa, ví dụ sư Nguyên Thông hay là chúng tôi mà bây giờ học kinh tụng hay là lật kinh ra đọc đó, nó không phải là một điều bắt buộc mà cảm thấy là mệt mỏi hay cảm thấy ai lấy roi mà dọa mình để đọc, mà tự nhiên mà không có ai nói gì mình cũng đọc, khoan hỷ đọc. Dạ, đọc kinh khoan hỷ đọc. Và chúng tôi hồi nhỏ tới lớn có một điểm là chúng tôi rất là thích đọc vào trung kinh, tìm những chỗ nào khó hiểu. Thí dụ như là có nhiều vị đó đọc trung bộ kinh mà cái đoạn nào mà khó hiểu hay là khó nuốt thì mấy vị đó làm lơ đi, và làm lơ đi không muốn nhắc bài kinh đó, mà chỉ đọc bài kinh nào thật là hấp dẫn, thật là vui. Còn chúng tôi thì ngược lại. Dạ, chúng tôi ngược lại, khi mà chúng tôi đọc bài kinh đó, đoạn nào mà không có rõ, không có sáng, nó có chút lắc léo gì đó thì chúng tôi rất là thích để tìm hiểu, đi tra cứu tại sao đoạn này như vậy, tại sao đoạn kia như vậy. Bởi vì có đôi lúc quý vị thấy rằng trong phần thảo luận chúng tôi hay nêu lên những câu hỏi như vậy, bởi vì đối với chúng tôi đó là không có lý do gì
mình học kinh mà mình phải giữ riêng những góc tối. Góc tối là cái điều đó mình không biết, và cái nào mà không biết thì mình tra, mình đọc trong sớ giải, mình làm việc này thì phải hiểu cho ra. Và thì cái lòng nhiệt thành hay là nhiệt huyết nó rất là quan trọng. Và đối với chúng tôi là một vị mà vào chùa tu hay bất cứ ai thì người ta hay phê bình là người đó là ngoại hình đẹp hay xấu, có tăng tướng hay không tăng tướng, người đó thông minh không thông minh. Chúng tôi thì không để ý đến nhiều điều đó nhiều lắm, mà chúng tôi để ý là người nào mà có cái nhiệt huyết, có nhiệt thành trong sự tu học á, thì chúng thấy người đi lâu dài được. Còn người nào mà không có tha thiết, dạ, ngài Xá Lợi Phất là ngài ngài có nói rằng là một cái dấu hiệu mà của một vị học tăng mà tốt đó là vì đã tha thiết được học pháp, tha thiết suy nghiệm pháp, tha thiết để lãnh hội pháp, tha thiết để áp dụng pháp. Cái sự tha thiết nó rất là cần, dạ, cái lòng nhiệt thành nó rất là cần. Như là môn Bali hay là môn Thắng Pháp, mà bảo đảm với quý vị một khi mà mình học có trứng mình thích rồi đó, thì dù người ta không cho mình không học. Dạ. Thời bây giờ chúng ta chứng kiến nhiều chuyện là ngày xưa có những Phật tử lớn tuổi đó không thích xài điện thoại smartphone, không thích xài iPad, thấy cái đó là dị ứng rồi, nhưng mà bây giờ xài riết được, bây giờ không có, không được. Tại ra nhiều khi nó hơi cực giúp ngồi sử dụng như thế nào, nhưng mà vẫn học. Tại vì sao vậy? Nó có những cái tiện ích, nó có những cái lợi lạc khi mà sử dụng. Thí dụ như mình đi đâu mình thấy có cái điều gì đó mình muốn gửi cho người khác, mình chụp hình rồi gửi cái hình đó đi. Mà ngày xưa mình không biết tưởng là mình làm việc gì rất là bình thường, nhưng mà với người lớn tuổi thì khó, nhưng mà học riết rồi quen. Và do vậy nó sẽ là một điều may mắn rất lớn trong cuộc đời nếu chúng ta là người hiếu học. Nhưng mà sự hiếu học đó nó chưa đủ, là nó sẽ là sự may mắn trong đời nếu chúng ta tha thiết để học pháp mà Đức Phật để lại. Và khi mà đến một mức độ nào đó thì chúng ta thấy rằng không phải dễ dàng để gặp giáo pháp của Đức Phật, không dễ dàng để có một vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời. Lúc bây giờ chúng ta mới trân trọng những gì mà mình được nghe, những bài kinh được đọc. Đôi khi mình thấy rằng những điều đó hay quá. Dạ, thí dụ như những cái pháp mà người ta nghe rất là bình thường, như là tất cả mọi thứ pháp vi đều phải thay đổi biến dịch, không đứng yên một chỗ, chúng ta gọi là vô thường. Tất cả pháp hữu vi nó đều là do nhân do duyên tạo thành ra, nó đều không có hoàn hảo, nó không thể nào thỏa mãn chúng ta hoàn toàn, chúng ta gọi là lúc khá là khổ não. Tất cả pháp hữu vi do nhiều nhân nhiều duyên hợp lại, do vậy nó có tụ có tán, nó bị chi phối bởi nhiều nhân nhiều duyên, do đó là vô ngã. Những cái giáo nghĩa này mình đã học thuộc, mình cảm nhận, mình hoan hỷ rồi đó, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái gì rất là đặc biệt, rất là khó diễn tả. Nhưng mà mình thấy rằng thật là may mắn quá, ở trong cuộc đời này mình đã sinh ra, đã học được giáo pháp của Đức Phật. Và nếu chúng ta nhìn trong lịch sử của nhân loại thôi, thì từ lúc mà có gọi là thời kỳ tính sử, tức là thời kỳ lịch sử viết tới bây giờ, thì cũng không có ai dạy cho nhân con người, loài người như là Đức Phật đã dạy. Và theo thông kinh thì nó lâu lắm mới có vị Phật ra đời. Đa số là sống con người sống trong bóng tối dày dặn. Dạ, trong bóng tối dày dặn. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy, thưa quý vị, là cái thời bình minh của nhân loại về nền văn minh, về tư tưởng, thí dụ như là từ thời bên Ấn Độ có Đức Phật ngày ra đời, cùng lúc thì ở bên Trung Quốc có cái thời kỳ Bách Gia Tranh Minh, có những cái nhà hiền triết ra đời trước sau một lúc, như là Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử. Và ở bên Hy Lạp thì chúng ta có những nhà hiền triết Hy Lạp, và chúng ta cũng nói đến những nền văn minh trước đó như là văn minh Ai Cập vân vân, nhưng mà không để lại nhiều cái dấu ấn, không để lại những cái kho tàng của sự khôn ngoan. Thì nếu mà chúng ta lấy cái cột mốc mà thì trong vòng 25 thế kỷ trở lại, 2.500 năm trở lại đây, thì trên phương diện học thuật chúng ta có nền văn minh rất là sáng rực rỡ về tư tưởng, thì mình nghĩ là dài, đúng là 25 thế kỷ cũng dài rồi. Nhưng mà nếu trong lịch sử con người mà cả hàng bao nhiêu triệu năm, thì chúng ta mới thấy rằng lâu lắm mới có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Mà chúng ta may mắn sinh ra đời mà giáo pháp Đức Phật vẫn còn,
và không phải chỉ giới pháp Đức Phật còn, mà chúng ta có duyên may mà học được, chúng ta hoan hỷ. Trong sự hoan hỷ đó đó, chúng ta hãy thấy rằng chính cái việc học Phật pháp là một sự mài dũa làm cho trí tuệ của chúng ta tiếp tục được sắc bén. Nếu không không gặp Phật pháp, cả ngày mình coi phim, cả ngày mình lo nghĩ những chuyện phiền não, cả ngày mình sống vọng động, thì thật ra mình đâu có được cái gì đâu. Dạ, nếu có cùng được cái gì, nên thấy được điều đó chúng ta hoan hỷ. Bị tỷ kheo mến pháp, dạ, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp và sẽ không rời chánh pháp. Đó là một trong câu kinh được ghi trong Trung Bộ. Nếu chúng ta mến pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp thì chúng ta sẽ không rời chánh pháp. Xin được kết thúc chương trình hôm nay của lớp Phật pháp Buddha-dhamma. Ngày mai thưa quý vị, thứ 7 chúng ta sẽ có giáo trình tăng chi bộ và vị giảng sư là thượng tọa Pháp Tân. Xin đại lễ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.